Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện dài Hồng Nhan của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Thu âm tại phòng thu riêng của trung tâm Thúy Nga. Ông Cảnh khuân về từng chồng báo và tạp chí, theo dõi rất sát cái chết của Dung Hà giang hồ đất cảng tập trung đưa tiễn dung hà thật đông đảo ngày dỗ đầu còn dự định làm lớn hơn y như lễ tưởng niệm một bậc nữ lưu anh hùng khiến công an hải phòng phải bố trí lực lượng rất tỉ mỉ để đề phòng bất chắc ông cảnh tò mò hỏi con gái con khuyên dung hòa quay về ngoài kia nhưng cái con bé nó nó không có nghe nhưng mà giả sử như nó nghe con mà trở về hải phòng thì có thoát chết được hay không Linh ưu tư đáp Con cũng không biết Tại con nhìn thấy dấu hiệu chết chóc Trong thành phố Hồ Chí Minh Nên con cứ khuyên thử xem thế nào Biết đâu cô ấy về miền Bắc thì thoát nạn Ấy là con cũng đoán thế thôi Chứ thật ra số mệnh khi chúa đã an bài Thì khó có thể thay đổi được Họa chăng là mình làm việc lành phúc đức Thì may ra mới cải được số Ông Cảnh ấy nái tiếp lời Bố thắc mắc ở cái điểm này này Chúa cho con cái giác quan thứ sáu nhìn thấy trước cái phúc cái họa của người khác con nói cho người ta biết nhưng mà nếu mà không thay đổi được số mệnh của người ta thì việc làm của con có ích lợi gì đâu chỉ làm chính con bận tâm mà thôi linh ngồi thử người suy nghĩ cô cũng đã thoáng nghĩ đến điều này nhưng chưa có cách nào để thử nghiệm xem người ta có cải được số mệnh hay không một buổi trưa thứ bảy có cặp tình nhân rất đẹp đôi chở nhau trên chiếc toyota màu trắng đục từ sài gòn lên gặp cô linh đó là hồng và toàn việc tìm đến cô linh khởi đầu là do đề nghị của toàn xuất phát từ sự tò mò qua những bài tường thuật tỉ mỉ trên báo mà toàn chăm chú theo dõi hồng dĩ nhiên hưởng ứng ngay cũng chỉ vì hiếu kỳ muốn biết tương lai của mình như thế nào ngồi trên xe hồng đọc kỹ một bài phóng sự viết về biệt tài tiên đoán của cô linh và giật mình quay sang bảo toàn nếu đúng như thế thì lạ quá anh nhỉ chỉ cần nắm cái cổ trai mà tương lai nó hiện lên trước mắt còn hơn cả máy vi tính toàn gật gù giải thích thì anh cũng chỉ vì muốn biết họ viết có đúng hay không nên mới lặn lội lên đây nhưng chắc là đúng bởi không phải chỉ có một nhà báo cả chục phóng viên đến kiểm tra tại chỗ đều nhất trí như nhau mình thử coi xem như thế nào không ngờ trong số hàng trăm người đến đây hồng lại là đứa con gái đã để lại cho cô linh mối bận tâm nhiều nhất vì hồng rất xinh đẹp mà hình ảnh hiện ra trong cái chai thủy tinh lại tương đối mơ hồ khiến linh phải vận dụng trí óc để suy đoán mà vẫn không dám chắc là mình tiên đoán đúng hôm ấy toàn ngồi bên cạnh hồng nhưng chỉ toàn theo dõi không nhờ cô linh coi trên đường từ sài gòn xuống đây toàn đã bảo hồng mình chỉ cần hỏi có một câu thôi là có lấy nhau được hay không như vậy thì cần gì phải coi cả hai người một mình em xem là được rồi hồng đồng ý ngay bởi trong thâm sâu hồng cũng đã biết hồng cần toàn chứ toàn và nhất là gia đình toàn không cần hồng chẳng những không cần mà mẹ toàn còn đang tìm cách ngăn cản tối đa cuộc tình của con trai và hồng vào gặp cô Linh, sau vài câu thăm hỏi xã giao và bỏ tiền vào thùng từ thiện, Hồng nhập đề ngay: "Thưa cô, cháu sinh năm 1981, tuổi Dậu. Quay sang phía toàn Hồng tiếp, à, người yêu của cháu thì sinh năm 1975, tuổi Mão. À, hai đứa chúng cháu lấy nhau được không cô? Xin cô cho chúng cháu một câu trả lời dứt khoát ạ." À. Cô Linh cười đáp: "Giả dạ, như tôi bảo là không lấy được nhau thì cô cậu có nghe lời tôi mà bỏ nhau không?" Hồng bối rối quay sang nhìn toàn hỏi ý. Nhưng cô Linh vội nghiêm mặt và thành thật đáp. Tôi không biết, tôi không coi kiểu này được. Hồng ngạc nhiên lại đưa mắt nhìn Toàn. Toàn vội lên tiếng thay cho người yêu. Vậy chứ cô coi kiểu nào? Chúng cháu từ xa mất công đến đây, kiểu nào thì cũng phải nhờ cô giúp. Cô Linh điềm tĩnh giải thích. À, cậu đọc báo, chắc cậu cũng thấy người ta đã viết nhiều về tôi. Tôi không có coi bói, tôi không biết so tuổi, không biết lựa ngày tốt ngày xấu cũng chả biết phong thủy cũng không, biết cúng sao giải hạn hay là dùng bùa dùng ngải thư ếm gì cả tất cả những cái thứ ấy đều không nằm trong lĩnh vực của tôi chúa cho tôi cái giác quan thứ sáu hay đúng hơn là cái nhìn viễn kiến thấy trước được tương lai của người khác có thế thôi hồng mừng rỡ kêu lên trời ơi chúng cháu cũng chỉ cần như vậy thôi cô chúng cháu dự định tổ chức đám cưới nhờ cô xem tương lai chúng cháu như thế nào thôi Cô xem cho một mình cháu là đủ rồi Cô Linh gật đầu hài lòng Nhưng nhìn Toàn và hỏi thêm Cô muốn cậu này ngồi đây với cô Hay là vào trong kia ngồi đợi Vẫn biết là người yêu của cô Nhưng lắm khi cô ngại Tùy ý cô đấy Cô Linh chưa dứt lời Toàn đã đứng lên và vui vẻ bảo Cô nói đúng để cháu ra xe ngồi chờ Cháu cũng không muốn nghe cô tiết lộ những tính xấu của Hồng Cả cô Linh và Hồng cùng cười Nhìn theo Toàn bước nhanh ra hè trong phòng còn lại hai người, cô Linh ngước lên, ảnh chúa trên bức tường đối diện, đưa tay làm dấu thánh giá, rồi mới tiến hành thủ tục. Hồng ngạc nhiên lắm, chưa có người thầy bói nào khi hành nghề mà đọc kinh và làm dấu thánh giá. Cô Linh bảo Hồng, Cô nắm lấy cổ trai đi. Hồng không hiểu gì, nhưng nghiêm mặt làm theo. Chỉ trong nháy mắt, cô Linh thấy hiện ra hình ảnh của Hồng mặc áo cưới trắng toát, nhưng nước mắt tuôn rơi đầm đìa và đặc biệt là hồng không ở trong nhà thờ mà đứng bơ vơ giữa nghĩa trang. Cô Linh chố mắt theo dõi, rồi chỉ trong khoảnh khắc, cô thấy xuất hiện tuần tự năm cái quan tài đặt sau lưng hồng. Cô Linh lặng người thẫn thờ vì chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh thê lương như vậy. Cô cứ ngồi yên khá lâu làm hồng phải nhắc. "Xong chưa cô? cháu cháu buông tay ra được chưa ạ?" Cô Linh bây giờ mới giật mình đáp. Ờ, à, à, xong rồi." Ờ, cô, cô bỏ tay ra được rồi. Hồng hồi hộp hỏi: "Cô, cô thấy tương lai cháu như thế nào ạ?" Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp chẳng biết nên nói thế nào. Hồng mặc áo cưới mà sau lưng có đến năm cái quan tài. Hình ảnh ấy nghĩa là gì, chính cô Linh chưa đoán ra. Hay là tai nạn xảy ra trong ngày cưới, chết cả gia đình? Cô Linh hỏi: "Nhà cô có mấy người?" Hồng lo lắng đáp: à, thưa chỉ có hai mẹ con." bố cháu thì bỏ đi lâu rồi lúc cháu mới hơn một tuổi từ ngày đó mẹ cháu ở vậy nuôi cháu ạ à. cô linh nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nói như tự nhủ ừ, nhà chỉ có hai người như vậy là không phải hồng ngơ ngác hỏi lại không phải cái gì hả cô cháu và anh toàn có lấy nhau được không có hạnh phúc bên nhau được không cô câu hỏi của hồng làm cô linh bừng tỉnh hồng đến đây để hỏi về chuyện tình duyên như thế thì năm cái quan tài kia không phải là thân nhân trong gia đình hồng mà là tình duyên là năm đời chồng mà cả năm đều chết cả. Cô Linh giật mình nhìn Hồng, khuôn mặt xinh đẹp và phúc hậu như thế mà sao đường tình lại quá gian chôn như vậy. Cô bảo: "Để tôi xem lại một lần nữa xem sao nhé, coi có gì thay đổi không." Cô cô nắm lại cái cổ trai cho tôi coi coi. Hồng lo lắng làm theo và cô Linh hết sức thất vọng vì hình ảnh hiện ra vẫn như cũ. Cô Linh buồn rầu bảo Hồng bằng giọng quả quyết: Cô không lấy chồng được đâu. Hồng sừng sốt đáp: à, Cô, cháu không lấy anh Toản được hả cô? Cháu biết là mẹ anh ấy hết sức ngăn cản nhưng mà anh Toản yêu cháu lắm ạ. À? Cô Linh nhấn mạnh: Không phải như vậy, nó đúng ra là cô không nên lấy chồng, lấy ai thì cũng không nên. Tôi thấy rõ như vậy. Hồng vừa buồn vừa bực, nàng gượng cười hỏi lại: Vậy chứ cô khuyên cháu đi tu à? Cô Linh lắc đầu phân trần. Tôi tôi chẳng khuyên gì cả. Tôi tôi chỉ thấy là cô 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 không lấy chồng được, định mệnh nó như thế. Hồng bướng bỉnh cãi. Nhưng nếu cháu cứ lấy thì làm sao? Cô Linh cất cái chai vào hộp và đáp. Nếu cô cứ lấy thì cô phải đẻ tang, tội nghiệp cả chồng lẫn cô. Hồng ngồi thừ người một lúc rồi hỏi. Ừ, ý cô nói là cháu cháu có số sát phù hả? Cô Linh lắc đầu đáp thế gian thì cứ quen miệng nói như thế chứ trên đời này ai sát được ai định mệnh mỗi người là do Chúa định sống chết là do số phận đã được an bài từ trước chứ làm gì có chuyện sát phu hay sát thê Chúa Giêsu bị phản bội thì không có Judas này sẽ có Judas khác bán Chúa cho kẻ thù Hồng vẫn bám víu hy vọng tha thiết hỏi nhưng mà có cách nào thay đổi được định mệnh không cô nếu đúng như cô nói thì chả nhẹ cháu ở vậy đến già hay sao Cô Linh nhìn Hồng cảm thông và cắt nghĩa. Tôi tôi thấy thế nào thì tôi nói y như vậy. Chứ cô hỏi ý kiến thì thật lòng tôi 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 không biết khuyên cô cái điều gì. Số mệnh thì mình phải chịu thôi. Hồng ngồi lặng thinh, nước mắt trào ra chảy thành dòng hai bên má. Cô Linh mỏi lòng giải thích thêm. Tôi bảo cô đừng có nên lấy chồng thật ra là một lời khuyên. Nhưng tôi khuyên là vì tình người, vì thương cô. Chứ tôi biết không có cách nào thay đổi được số mệnh. Không khuyên cô thì chính tôi cũng cảm thấy ấy nấy. Mặc dù tôi tôi biết dù có khuyên, cô cũng không nghe. Bởi số mệnh đã an bài rồi. Hồng hăng hái cãi mà mục đích chỉ là để tự an ủi mình. Chuyện Kiều có câu, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Rồi lại cũng có câu, có trời mà cũng có ta Chữ tâm kia mới được bằng ba chữ tài Chả nhẽ con người hoàn toàn chịu khuất phục định mệnh hay sao chứ ạ à? Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp kiên nhẫn phân trần Nhưng mà, nhưng mà Cháu thấy chuyện Kiều có câu Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều Rồi lại cũng có câu Có trời mà cũng có ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài Chả lẽ con người hoàn toàn chịu khuất phục định mệnh hay sao Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp kiên nhẫn phân trần Tôi đã bảo với cô ngay từ đầu Tôi không phải là thầy bói Thầy bói thường hay nói theo tâm lý Đôi khi cố làm vui lòng khách Để khách trả tiền nhiều Tôi thì khác Tôi chỉ nói những gì tôi thấy Trường hợp của cô Tôi rất mong là tôi đoán sai Nhưng mà cô biết tôi chưa đoán sai người nào Hồng chẳng biết nói gì nữa Một lúc sau Nàng não nề đứng dậy đi thẳng ra cửa Quên cả chào từ giã Sợ Toàn thấy mình vừa khóc Hồng lấy khăn thấm khô nước mắt rồi mới bước hẳn ra thềm. Toàn đang ngồi nghe nhạc trong xe, thấy Hồng vội mở cửa chui ra, tươi cười tiến lại hỏi người yêu. Có gì lạ không em? Tuổi của anh với của em có khác nhau không? Dĩ nhiên Hồng phải giấu, bởi Hồng đang mong tiến hành đám cưới càng nhanh càng tốt. Nên nàng cố gắng điềm tĩnh trả lời bằng lý luận nàng đã chuẩn bị sẵn. Không, không có gì bận tâm anh à. Cô Linh bảo chuyện khắc tuổi là là một kết luận rất mơ hồ, không đáng tin. Cũng như người ta thường bảo tuổi dần thì cao số, nhưng mà thực tế thiếu gì đàn bà tuổi dân, một vợ một chồng sống suốt đời hạnh phúc. Hai người chui vô xe toàn hân hoan nói, vậy thì tốt, để anh về nói lại với mẹ anh rồi mình tiến hành tổ chức đám cưới. Toàn nói thế cho Hồng an lòng thôi, chứ trong thâm sâu chẳng cũng biết mẹ mình không chấp nhận Hồng, chẳng phải vì khắc tuổi mà chỉ vì Hồng là con nhà nghèo lại coi như mồ côi cha từ nhỏ mẹ hồng tần tảo bán cơm nuôi hồng ăn học một gia đình tầm thường như thế làm sao xứng với toàn được xã hội việt nam xưa nay vẫn nặng về mặt mũi nhất là thời buổi bát nháo này giá trị con người gần như chỉ được xác định bằng chức tước và tài sản toàn mở máy và cho xe lăn bánh ra đường lớn hồng đang buồn đứt ruột vì lời tiên đoán của cô linh giờ nghe toàn hăng say đề nghị tổ chức đám cưới hồng tuy mừng nhưng niềm vui không trọn vẹn nàng nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đùi toàn và hỏi anh nếu như mà mẹ anh cứ nhất định không cho anh cưới em thì sao toàn bình thản cười đáp thật lòng thì anh muốn mẹ anh thương em đón em về làm dâu để cả nhà cùng vui vẻ đầm ấm nhưng nếu mẹ anh nhất định không chấp nhận em thì mẹ anh sẽ là người cô đơn vì anh có hỏi ý kiến bố anh rồi bố anh đứng về phía anh và em hồng càng thấy vui trong lòng nàng mỉm cười hỏi thêm nhưng mà trong nhà anh ai là người nắm quyền bố anh hay là mẹ anh toàn ý nhị đáp <laughs> trong cơ chế thị trường cá nhân nào sản xuất nhiều kiếm ra nhiều tiền thì cá nhân đó nắm quyền bố anh làm ra tiền mẹ anh chỉ quản lý một phần nhỏ thôi hồng hớn hở bảo anh nói thế thì em mừng lắm mẹ anh có thể lúc đầu không ưa em nhưng mà em tin rằng dần dần mẹ anh sẽ hiểu em và thương em Hồng tuy bề ngoài cố làm ra vẻ thản nhiên Nói chuyện bình thường với người yêu Nhưng trong đáy lòng đang buốt nhói từng cơn Vì lời tiên đoán của cô Linh Nàng quay sang đăm đăm nhìn Toàn Tự hỏi có lẽ nào người yêu của nàng Một thanh niên trẻ trung mới 26 tuổi Đầy nghị lực Tương lai sán lạn như thế này Lại có thể yểu mệnh chỉ vì lấy Hồng Hồng cố gạt đi và tự an ủi rằng Đã chắc gì cô Linh đoán đúng nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Hồng lại lo sợ ngay vì biết bao nhiêu bài báo, biết bao nhiêu nhân chứng đã khẳng định cô Linh chưa nói sai bao giờ. Như thế thì chỉ còn cách giải quyết duy nhất là Hồng phải hy sinh giết bỏ Toàn thì mới cứu được Toàn, không đẩy Toàn vào chỗ chết. Nhưng bỏ Toàn làm sao được khi tình yêu trong tim Hồng đang quá mãnh liệt và hơn thế nữa không lấy được Toàn thì ai sẽ nuôi cho Hồng ăn học 4 năm trên đại học. Hồng phải tốt nghiệp đại học để vươn lên và để đền đáp công ơn của mẹ Hồng cô đơn từ lúc mới ngoài 20. Ngày bố Hồng ra đi, Hồng còn đang bế trên tay. Giả như ông chết đi thì mẹ Hồng đã có thể bước thêm bước nữa cho cuộc đời đỡ quạnh hiu. Nhưng ông vượt biển rồi mất tích và mẹ Hồng cứ nuôi hy vọng chờ mong dù chẳng có tin tức gì. Ngày tháng trôi nhanh, bây giờ tóc đã bắt đầu lốm đốm hai màu cuộc đời mẹ Hồng quá ít ngày vui, mọi niềm hy vọng chỉ còn đặt vào tương lai của con gái. Hồng ngẫm nghĩ rồi hỏi. Anh, hay là anh với em cứ sống với nhau mà không làm đám cưới có được không? Toàn phì cười dễ dãi đáp. <laughs> Câu đó là đáng lẽ anh phải hỏi em. Chị, sao em lại hỏi anh là thế nào? Con gái lúc nào cũng đòi phải có đám cưới để khỏi mang tiếng là theo trai. Tự dưng hôm nay sao em lại lại nói chuyện ngược đời như vậy? Nếu em không muốn làm đám cưới Thì từ nay dọn sang ở chung luôn với anh Nhưng mà làm như thế Mẹ em có bằng lòng không Nghe Toàn nhắc đến mẹ Hồng lại nhói lên nỗi buồn Làm nàng im lặng trầm tư Lẽ tất nhiên Nàng có cần đám cưới đàng hoàng Giống như bất cứ một cô gái Việt Nam nào Nhất là để mẹ nàng nở mày nở mặt với xóm làng Cho bỏ công tần tạo nuôi con gần 20 năm nay Nhưng nàng không thể tiết lộ cho Toàn biết lời tuyên đoán của cô Linh Cưới nhau là đưa nhau vào chỗ chết Thôi thì trả thà Cứ ở với nhau không thành vợ chồng chính thức Thì họa may số mệnh có thể thay đổi được chăng Hồng gượng cười bảo Toàn <laughs> Em hỏi thử anh thôi Chứ ở với nhau mà không có đám cưới Thì em là người thiệt thòi Chứ đàn ông các anh thì cũng mất mát cái gì đâu Tại vì em biết mẹ anh phản đối việc anh cưới em Biết đâu rồi cuối cùng mình, mình đành phải chấp nhận ở với nhau mà không có đám cưới. Toàn đưa tay mở nút nhạc và bảo, anh là con trai duy nhất trong gia đình. Mẹ anh không thương anh thì thương ai, mà đã thương anh thì tất nhiên cũng phải thương vợ anh chứ. Toàn đang nói dở câu thì giật mình khựng lại và bảo, chết rồi, mãi nói chuyện với em quên cả đường về, đáng lẽ phải quạo về Sài Gòn thì anh lại, lại, lại rẽ đi Vũng Tàu. Thật ra thì Toàn cố ý chứ có quên đâu Mà Hồng thì cũng đoán như vậy cho nên nàng bảo Thôi lỡ thì đi luôn đi Nhưng mà chiều về nha Dứt khoát là không có ngủ qua đêm đâu đó à nha Toàn mừng lắm nghiêng đầu qua hôn lên chán Hồng Toàn có nhà riêng ở quận nhất Căn nhà bố mẹ Toàn mua để đầu tư Chờ khi lên giá thì bán lại Tạm thời Toàn ở đấy để tiện đi làm cho một công ty điện tử Hàn Quốc bố mẹ toàn vẫn còn ở lâm đồng điều hành công ty sản xuất và xuất khẩu trà với cà phê năm ngoái toàn có đưa hồng ra chào bố mẹ mình bố toàn vốn là người dễ dãi không có ý kiến gì ngoài cái nhận xét đơn giản là hồng có nét đẹp dịu dàng nhưng mẹ toàn từ ngày kinh doanh thành công thu nhập vững vàng trở nên khó tính trong việc kén chọn người tình cho con trai bởi chỉ sợ con mình bị lợi dụng toàn ở một mình nhà cửa khang trang nhiều lần Hồng đến chơi toàn rủ Hồng nán lại qua đêm Trong những dịp cuối tuần Nhưng Hồng dứt khoát đòi về Thành ra cuộc tình hai năm nay vẫn còn trong sáng nguyên vẹn Như tình học trò mới lớn Mặc dầu Toàn đã ra trường Và đi làm cho công ty nước ngoài Hôm nay Hồng bỗng bằng lòng ra biển với Toàn Giờ này đã hơn 2 giờ chiều Chắc phải ở lại Vũng Tàu chứ về làm sao kịp Đàn ông ở tuổi Toàn đa số đều mê gái hoặc có những cái thú tiêu khiển khác như đánh tennis, đánh golf hoặc bài bạc. Toàn thì chỉ có mỗi cái thú lớn là bơi lội. Từ khi còn đi học, Toàn đã dự nhiều cuộc tranh tài và đoạt cúp bơi lội đủ kiểu. Chàng cũng tự nguyện làm huấn luyện viên bơi lội cho đám thiếu nhi trong câu lạc bộ thể thao của thành phố. Vì vậy, biển Vũng Tàu lúc nào cũng có sức hấp dẫn đối với Toàn. Chàng cho xe phóng nhanh hơn và nói, Hôm nay thứ bảy em về làm cái gì? ở lại một đêm mình bàn chuyện đám cưới rồi sáng mai về Hồng cười buồn đáp bàn chuyện đám cưới thì bà ở đâu trả được việc gì phải ra tận tới Vũng Tàu nhưng mà thôi tùy anh anh vì yêu em mà bị mẹ anh phản đối em cũng thấy áy náy dứt lời Hồng tựa đầu ra thành ghế và nhắm mắt lại Toàn hân hoan vặn nhạc lớn hơn một chút rồi cũng yên lặng vì tưởng Hồng cần ngủ một giấc nhưng hồng ngủ làm sao được khi những lời tiên tri của cô linh vẫn còn đang ám ảnh mãnh liệt chả biết phản ứng thế nào trước những lời tuyên đoán ghê rợn ấy hồng đành buông xuôi không khước từ lời rủ dê của toàn như thông lệ thôi thì ở bên nhau được lúc nào hay lúc nấy toàn không hiểu điều sâu kín ấy nên lấy làm lạ hôm nay hồng bỗng dưng dễ tính khác hẳn mọi lần đi chơi với toàn ra tới thị xã vũng tàu toàn cho xe chạy thẳng lại khách sạn Grand trên đường Nguyễn Du ngay bãi trước. Hồng ngơ ngác hỏi, Ơ, ờ, không mang hành lý rồi không có quần áo, vào khách sạn làm cái gì? Toàn mở cửa xe chui ra, cầm sâu chìa khóa và cười đáp, quần áo bán đầy chợ, cần cái gì mua ghé, mình cứ vào lấy phòng đi đã Xế chiều Toàn Dù Hồng thả bộ, dọc theo con đường Quang Trung, tức là con lộ chính, chạy men theo bãi trước, ghé uống cà phê và hóng mắt. Tại quán giải khát cát biển, trời đang mờ tối, giữa mặt biển bao la nước xanh đen, từng đợt sóng làm sáng lên chất lân tinh theo nhau xô dạt vào bờ. Đêm nay trời lặng gió, chỉ vừa đủ để làm những tàu lá dừa lay nhẹ nhẹ. Cà phê cát biển rộng, rãi, hai người lựa một cái bàn trống ngay sát phía mặt đường chính trông ra đại dương mênh mông, toàn gọi ly cà phê đá, thứ giải khát chàng đã quen từ hồi còn đi học. Hồng uống nước rửa tươi Bãi biển tối thứ bảy Người qua lại vẫn tấp nập Nhất là những cặp tình nhân dập dìu đi bên nhau Hồng ngồi trầm ngâm đối diện Toàn Toàn đã cố gợi chuyện từ lúc đưa Hồng đi sắm quần áo Mua trái cây mang về phòng Rồi đi ăn bánh khọt Lái xe tham quan bãi trước bãi sau Cố tạo không khí đầm ấm Mà Hồng cứ đẫn đờ lúc vui lúc buồn Đôi khi lơ đãng không trả lời câu hỏi của Toàn thái độ ấy làm toàn chịu đựng không nổi chàng vốn hiền nhưng dễ nổi nóng đẹp trai con nhà giàu học giỏi cả ba tiêu chuẩn lý tưởng đều tập trung ở toàn lẽ ra phải làm toàn trở thành phách lối kênh kiệu nhưng với hồng toàn rất xuề xòa dễ tính hết lòng yêu thương chiều chuộng chính vì thế toàn dễ cảm thấy bực bội khi hồng không đáp ứng lại đúng mức toàn múc đường đổ vào ly cà phê run run hỏi hồng anh có cảm tưởng hôm nay đi chơi với anh em không vui không giống như những lần trước anh có làm gì cho em buồn không câu hỏi vang lên như một lời trách móc làm hồng thấy ngay là mình thiếu sót đối với toàn nàng vội phân trần à, em, em xin lỗi anh à, à, tại lần đầu em xa nhà à, em chắc đêm nay mẹ lo lắm toàn uống ngụm cà phê rồi bằng giọng gay gắt hơn Thế mai kia em dọn vào ở hẳn trong trong ký túc xá đại học suốt 4 năm trời. Lâu lâu mới về thăm mẹ em một lần. Chẳng lẽ em cứ ngồi nhớ mẹ rồi không học được hay sao? Hồng cúi đầu không nói gì. Toàn hờn dỗi thở dài rồi bảo. Em gọi điện cho mẹ em đi. Mình quay lại khách sạn trả phòng rồi anh đưa em về. Về ngay bây giờ cũng được. Nếu cần thì chia tay luôn cũng được. Dứt lời Toàn bưng ly cà phê đá uống ẩn ực rồi đứng dậy. Hồng hốt hoảng nắm cánh tay Toàn Kéo chàng ngồi xuống và tha thiết nói Bằng giọng chan hỏa nước mắt Anh Anh tha lỗi cho em 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 đang có chuyện buồn đứt ruột mà Em không có dám nói cho anh biết Toàn từ từ ngồi xuống Cơn giận tan biến rất nhanh Vì tiếng nói nghẹn ngào của Hồng Chàng hỏi Chuyện gì mà em không dám nói với anh Mình sắp thành vợ chồng rồi Em còn vướng mắc điều gì Nói dứt câu toàn đổi chỗ chuyển sang cái ghế bên cạnh Hồng thay vì ngồi đối diện. Tiếng nhạc trong quán khá lớn, lại thêm tiếng sóng vỗ dì dào ngoài khơi và lâu lâu cơn gió thổi mạnh bất chợt làm toàn phải ghé sát bên người yêu để nghe cho rõ. Hồng sụt sùi nói: "Em em có vấn mắc cái điều gì đâu ạ? Tại chưa đây nghe nghe cô Linh cô nói đó. Em em thấy chán nản cực kỳ." toàn ngơ ngác ngắt nơi. Cô Linh nào? Hồng tặc lưỡi nhấn mạnh. Chị bà thầy bói ở Tam Hiệp. Anh đưa em tới chứ cô Linh nào? Anh mau quên quá. Toàn cười khẩy giờ nói. <laughs> Coi bói là nghe chơi cho vui. Chứ em để tâm làm gì? Anh tưởng em hay gia đình em có chuyện gì buồn. Hóa ra là vì bà thầy bói. Toàn nói mạnh miệng, cứng rắn để chấn an Hồng. Nhưng Hồng không thể ngôi ngoai dễ dàng được. Nàng bảo. Anh ơi, Cô Linh cô đâu phải là thầy bói đâu Nếu là thầy bói bình thường thì em đâu có gì phải quan tâm Đằng này cô Linh là người có hồn ma nhập Chưa nói sai bao giờ Toàn nhíu mày ngắt lời Bà ấy theo đạo chúa thánh giá treo đầy nhà Ma nào dám nhập Chính bà ấy khẳng định với em như thế cơ mà Rồi Toàn tò mò hỏi Ừ thì cứ cho là bà ấy chưa nói sai bao giờ Nhưng bà ấy bảo em sao Bà ấy bảo thế nào Tại sao từ chưa đến bây giờ em không kể với anh hồng nghiêng đầu sang gục vào vai toàn và run run nói cô ấy bảo bảo là em em không thể lấy anh được nếu lấy nhau thì thì mình sẽ 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 chia lìa toàn thở phào tươi cười nói tưởng cái gì tưởng cái gì chia lìa hay không là do mình chứ do cả anh lẫn em đâu phải vợ chồng cứ hơi một tí là chia tay hai năm nay em biết tính anh mà Hồng ngồi thẳng lại, hất mái tóc ra phía sau rồi nhìn vào mắt Toàn và chậm rãi nhấn mạnh. Trời ơi, không phải thế anh ơi. Không phải chia lìa là ly dị hay là bỏ nhau. Mà cô cô Linh có quả quyết, nếu nếu em lấy anh, em em sẽ phải, em sẽ phải để tang anh. Hồng cứ tưởng nói ra điều ấy thì Toàn sẽ phải giật mình kinh hãi và cảm thông nỗi đau hiện tại của nàng. Nhưng không, chàng phì cười và bảo. <laughs> Bà ấy bạo mồm nhỉ Chuyện sống chết của người ta Mà dám nói khơi khơi Y như là chuyện đùa giỡn Hồng khổ sở đặt hai bàn tay lên Hai vai Toàn và chỉ chết nói Khổ quá anh Toàn ơi Cô Linh không có đùa giỡn đâu Hai ba lần cô khuyên em mà đừng có lấy chồng Cô bảo tội nghiệp cả em lẫn anh Nghe xong thì em em thất vọng lắm Nhưng mà em không dám nói cho anh biết Từ phút ấy em em chả còn thiết cái gì nữa thú thận với anh Anh rủ em đi vũng tàu Em bằng lòng ngay Là vì em Em cứ nghĩ là Chả biết em còn gần anh được bao lâu nữa Toàn đi nhanh lại quầy Xin thêm nước đá lạnh Rồi trở lại bàn Ân hận bảo người yêu Lỗi tại anh Chỉ vì anh tò mò Nên anh mới đưa em gặp bà thầy bói này Cũng tại mấy cái bài báo Chẳng ngờ bây giờ em cứ bị ám ảnh không sao xóa được. Lỗi ở anh hết. Nhưng anh hỏi em, thầy bói bảo anh với em không lấy nhau được. Rồi em tính sao? Chả lẽ vì mấy cái lời vu vơ đó mà mình chia tay? Hồng chưa kịp đáp thì toàn lại thêm ngay. Anh hỏi riêng em thôi. Chứ còn anh thì anh hoàn toàn không quan tâm. Mọi chuyện vẫn tiến hành như bình thường. Hồng ngậm ngùi kể. Em cảm ơn anh. Ờ... Anh có nhớ cái lúc mà ngồi trên trên xe trên đường ra đây em có hỏi là hay là mình sống chung với nhau mà không cần đám cưới. Chắc lúc đó anh tưởng là em nói đùa chứ con gái ai mà lại ngu si không cần đám cưới. Bây giờ thì chắc anh hiểu rồi đó. Em sợ chuyện chẳng lành xảy ra cho chúng mình. Sau khi lấy nhau nên nên em mới hỏi anh như thế. Toàn hăng hái nói, cưới em rồi có chết cũng chả sao. Hồng đưa tay bịt miệng Toản và mắng: "Trời ơi, anh đừng có nói dại, nó vận vào người đó." Toản cứng rắn tiếp: "Nhưng anh chết thế nào được? Anh đã đã đọc bao nhiêu sách báo viết về số mệnh, tất cả đều kết luận rằng thầy bói ạ, à, dù giỏi đến đâu cũng chỉ có thể đoán được vận hên xui hoặc là giàu nghèo của người ta, còn cái chuyện sống chết là chuyện của ông trời, của thượng đế, không có người trần gian nào có thể biết trước được." Lý do là vì con người không thể cướp quyền ông trời được. Thiên cơ bất khả lậu, em cũng hay nói câu đó mà. Lời thuyết phục hùng hồn của Toàn làm Hồng lấy lại được khá nhiều bình tĩnh. Nàng bồi hồi tâm sự. Ừ, anh biết không, chiều nay lúc mà anh tắm biển, em ngồi trên bờ, em gọi điện về cho mẹ. Em bảo với mẹ là anh bằng lòng làm đám cưới. Mẹ em mừng lắm, nhưng mà rồi... Em lại khóc vì nhớ lời cô Linh dặn Toàn đang bưng ly nước lạnh Đặt vội xuống bàn Xua tay ngắt lời Hồng bằng giọng nghiêm nghị Thôi nhá Dẹp cô Linh của em đi Từ nay không nhắc đến nữa Em mà còn nhắc đến bái là anh giận em đấy Rồi Toàn quả quyết thêm Ngày mai về Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh Chọn ngày tổ chức đám cưới Rồi em sẽ đi học Bắt đầu năm thứ nhất đại học Dẹp tất cả mọi thứ đi nghe giọng cứng rắn nhưng chan chứa ân tình của toản hồng rất cảm động và thấy lên tinh thần rất nhiều nàng thở mạnh và bảo em mang ơn anh nuôi em đi học chắc chắn là em sẽ không làm anh thất vọng rồi hồng nắm bàn tay toản và bảo thôi mình mình đi về phòng đi anh em thấy hơi lạnh rồi đấy toản uống thêm hớp nước nữa rồi lại quầy trả tiền hồng đứng chờ ở cửa tự dặn mình là từ nay sẽ không làm buồn lòng toản nữa trong cái xã hội trai thiếu gái thừa này, có được một người yêu và nay mai sẽ là người chồng như Toản thì còn gì để mơ ước hơn nữa. Đêm hôm ấy trong khách sạn, lần đầu tiên từ ngày quen nhau, Hồng và Toản ngủ chung giường. Hồng cuồng nhiệt trao hết thân xác và tâm hồn cho người yêu, nàng coi đây là đêm tân hôn và nàng vẫn giữ ý định sẽ không làm đám cưới để may ra có thể tránh được rủi ro như lời tiên đoán của Cô Linh. Mẹ Hồng sẽ buồn lắm khi Hồng theo không Toản, thế gian và bạn bè cũng sẽ chê cười Hồng chỉ là một thứ gái bao của con đại gia. Nhưng cô Linh đã khuyên Hồng không lấy chồng thì Hồng sẽ chỉ sống với Toản như một người bạn tình mà thôi, một mình nàng biết như thế là đủ. Nàng vào phòng tắm một lúc rồi trở ra mặc bộ pyjama mới mua chiều nay, nàng thủ thỉ bên tai Toản. Anh biết không mẹ em với mợ với em á mong anh làm đám cưới rồi anh nuôi em đi học nhưng mà em nghĩ lại rồi hay là anh để em học xong đi tốt nghiệp rồi tổ chức đám cưới cũng được như vậy càng đỡ vướng bận cho anh toàn đang nằm ngửa xoay người nằm nghiêng âu yếm hôn lên trán hồng và cười bảo <cười> nghĩa là em vẫn còn sợ lời bà thầy bói tội nghiệp em quá nhưng em muốn thế cũng được vì đằng nào thì kể từ đêm nay anh và em cũng đã là vợ chồng rồi tiệc cưới chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi sống bên nhau hạnh phúc lâu dài mới là điều quan trọng hồng cảm động ôm chặt lấy toản và nói anh toản à anh đâu có biết là em yêu anh đến mức nào đâu cho nên em rất lo chuyện bất hạnh xảy ra đến cho anh hoặc em thôi dứt khoát là như thế anh nhé bốn năm nữa em tốt nghiệp rồi thì mình tổ chức đám cưới nhé toàn hài lòng nói ừ nhất trí như vậy đi vừa nói toàn vừa vói tay tắt đèn căn phòng chìm trong bóng tối hồng nhắc thôi anh ngủ một giấc cho khỏe đi mai còn lái xe về với lại chiều nay anh bơi lâu quá chắc cũng mệt đừ rồi toàn vui vẻ nói trong bóng tối bơi là cái thú của anh mà anh là huấn luyện viên bơi lội có bao giờ biết mệt nhưng mà ngày mai đâu có cần phải về sớm anh tính rồi mình đi ăn sáng này Chờ nắng lên một chút cho ấm Anh tắm biển một lần nữa Rồi hãng về Em sợ nắng, sợ đen Thì em cứ việc chùm khăn ngồi trên bờ chờ anh Hồng vẫn nằm nghiêng Úp mặt vào ngực Toàn và nhắm mắt lại Tình nàng yêu Toàn vốn đã mãnh liệt Lại càng nồng nàn hơn Sau khi gần gũi thân xác lần đầu Cách đây mấy tháng Khi Toàn đưa Hồng lên lâm đồng Ra mắt bố mẹ Và ngủ qua đêm trên đó Hồng cũng nhất định đòi nằm riêng toàn phải ra phòng khách ngủ trên sofa hôm nay khi toàn hứa chắc sẽ cưới hồng lại thêm nỗi ám ảnh bởi lời cô linh hồng mới sẵn sàng trao thân cho toàn bằng cả một trái tim yêu đương nồng cháy trong bóng tối dày đặc và trong không gian lặng thinh khúc phim dĩ vãng bất chợt trở về rất rõ nét trong đầu hồng hai năm trước một buổi sáng hồng đang đi bộ trên lề đường nhỏ dẫn tới trường lúc ấy phố xá tương đối vắng vẻ người qua lại còn thưa thớt vì trời vừa dứt cơn mưa bỗng có chiếc xe hơi chạy từ phía sau tới vô tình cán qua vũng nước làm bắn văng tung tóe bùn đất lên người hồng từ ngực áo trở xuống hồng kêu lên thảng thốt đứng khựng lại nước mắt ứa ra vì tức giận ở việt nam ngày nay chuyện đó xảy ra rất thường khách bộ hành đành chịu chứ chẳng biết làm gì bởi chủ xe mà thậm chí người qua lại cũng chẳng mấy ai thèm chú ý tới Hồng đang đứng mếu máo bên cạnh cột đèn. Hồng đang phân vân không biết nên đi học tiếp hay quay về thay quần áo thì không ngờ chiếc xe đã chạy được một quãng khá xa bỗng trở đầu quay lại và đậu bên cạnh Hồng. Điều ấy mới là lạ đối với thành phố Sài Gòn. Người thanh niên trên xe bước xuống là Toản, chàng xin lỗi Hồng rồi đề nghị đưa Hồng về thay quần áo. Lúc đầu Hồng ngần ngại vì chưa bao giờ lên xe với người lạ hay nói đúng hơn thì ít khi hồng có dịp ngồi ô tô ngại hơn nữa là nhà hồng quá nghèo nằm khuất trong con hẻm nhỏ thuộc xóm lao động xe hơi không vào nổi nhưng toàn tha thiết nói chả lẽ cô mặc quần áo dính đầy bùn đất như thế này mà đi bộ về nhà người ta cười chết cô lên đi tôi đưa về vừa nói chàng vừa mở cửa xe như thúc giục hồng lưỡng lự một chút rồi leo lên dọc đường hồng đổi ý thay vì về nhà nàng bảo toàn đưa lại chỗ bán hàng của mẹ đó là căn phố chiều ngang chỉ có ba mét bà thuê thường trực của người ta để bán cơm tấm bà mới mướn chưa đầy một năm trước đây bà vẫn phải gánh rong gặp chỗ nào thuận tiện thì đặt xuống chỗ đó và thường xuyên bị người ta đuổi nhân có cửa hàng bán mũ dọn đi bà điều đình thuê lại để có chỗ làm ăn cố định tiền mướn khá cao nên thu nhập chỉ đủ trả tiền nhà nói chung hai mẹ con cũng khó mà dư giả không gian chật hẹp chỉ kê được có sáu cái bàn nhưng khách có thể ngồi lan ra trên hè trên những chiếc ghế đậu thấp bưng đĩa cơm lên mà ăn mỏi tay thì lại đặt luôn xuống nền xi măng nói chung là tiệm bình dân nhưng không khí thân mật nhất là những hôm có sự hiện diện của hồng toàn ngừng xe bỏ hồng xuống trước cửa tiệm xin lỗi một lần nữa rồi chạy đến sở làm buổi sáng thường ngày không đông khách lắm nhưng hồng vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì áo dài và quần trắng đã dính đầy bùn đất nàng ôm cái cặp vào ngực và cúi đầu đi nhanh vô sâu trong bếp bà mơ mẹ của hồng đang lau đĩa giật mình ngẩng lên hỏi ôi rồi làm sao mà lem luốc thế kia ngã hả con để tránh mọi cặp mắt của khách hàng đang nhìn theo, Hồng ngồi thụp hẳn xuống bên mẹ và kể Mẹ ơi, cái anh kia kìa, lái xe hơi, cán vào vũng nước, bắn hết cả lên người con Bà mẹ ngạc nhiên vì giọng kể của Hồng rất bình thường, không để lộ một chút tức giận Bà hỏi Thế, thế mày có chửi cho nó một trận không? Đi ô tô thì cũng còn phải để ý đến người đi bộ nữa chứ, ờ, hay Rồi bà hốt hoảng hỏi Thôi chết, mấy giờ rồi, sao không th về thẳng nhà thay áo rồi đi học, ghé đây làm gì, trễ rồi Hồng đỡ mấy cái đĩa bà mẹ vừa lau đặt lên kệ và nói Con 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 nghỉ bữa nay mẹ Con ở luôn ngoài này phụ với mẹ Chiều con về con học bài Bà mẹ bực bội nói Thế là chỉ vì cái ô tô mất dạy mà, mà, mà con tôi mất buổi học Hồng khẽ mỉm cười Đứng dậy Vào nhà vệ sinh thay bộ đồ ngắn Để bắt tay vào công việc thường lệ Đây không phải là nhà ở Mà là chỗ làm ăn chặt trội nên hai mẹ con chỉ để một hai bộ quần áo ngắn khi cần thì mặc để buôn bán. Cửa hàng cơm tấm của mẹ Hồng tuy không ngon lắm nhưng thứ bảy chủ nhật nào cũng đông khách, đa số là thanh niên vì có Hồng nghỉ học ra phụ mẹ. Cô nữ sinh 17 tuổi tuy sinh ra trong gia đình nghèo nhưng có cái dáng đài cát và nhất là nước da trắng ngần làm siêu lòng biết bao nhiêu gã si tình trong xóm lao động. Đối với một xứ nhiệt đới quanh năm nóng bức và cuộc sống lam lũ thì chỉ cần có nước da trắng là đã được gọi là đẹp rồi. Huống chi hồng lại đẹp thật thì con trai thầm yêu trộm nhớ cũng là điều tự nhiên thôi. Sáng chủ nhật hôm ấy có người khách lạ duy nhất ăn mặc tề chỉnh, lái xe hơi từ xa đến ngồi uống cà phê và đòi gặp Hồng, đó là Toản. Lúc ấy vừa xong một đợt khách ăn sáng nên Hồng tranh thủ lấy bài ra học theo thói quen bao nhiêu năm nay sách vở luôn luôn đặt bên cạnh bếp thấy toàn bước vào hồng giật mình bối rối vì mấy hôm nay đã quên hẳn chàng thanh niên đẹp trai chở hồng về thì bỗng dưng hôm nay chàng xuất hiện hồng buông cuốn sách gượng cười tiến lại chào làm bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào hai người toàn trao cho hồng một cái gói khá lớn và bảo anh đền em cái áo dài và cái quần mới nhờ em đem may hộ anh vì anh không biết số đo của em Hồng xua tay lắc đầu nói: Thôi thôi được rồi anh keo dài dính nước bùn ngày hôm qua em em giặt rồi anh không phải anh không cần phải đền áo mới. Toàn mỉm cười nói thẳng: <cười> Nếu anh không đền em áo mới thì đâu có cớ gì để lại đây gặp em. Hồng lúng túng không biết phản ứng thế nào, thấy mọi người chung quanh cứ nhìn mình đăm đăm, Hồng nhận đại gói quà cho xong chuyện dự định sẽ tìm dịp trả lại Toàn sau dù sao đi nữa Hồng cũng hết sức cảm động vì Toàn vẫn còn nhớ đến nàng. Hồng bảo à, à, nếu anh không chê thì thì em mời em mời anh một đĩa cơm tấm bình dân à? À, xem có khác các hiệu ăn lớn không. Toàn thấy mình chẳng nên nán lại giữa khu lao động toàn người xa lạ đang theo dõi nên chàng đứng dậy bảo cảm ơn em anh có việc phải đi gấp nhưng em nhận gói quà của anh là anh vui rồi bây giờ anh đi cần gì thì em cứ liên hệ với anh toàn bước nhanh ra xe hồng ngơ ngác đứng trông theo toàn bảo nàng cần gì thì liên hệ với toàn nhưng nàng có biết toàn ở chỗ nào mà liên hệ tạm thời hồng mang gói quà cất trong bếp để phụ việc với mẹ vì quán vẫn còn đông khách mẹ nàng vừa múc cơm ra đĩa vừa tò mò hỏi ai thế hả con hồng hãnh diện đáp um... À, anh Toản đấy mẹ, cái anh mà hôm trước lái ô tô làm văng hết bùn lên quần áo của con đó, rồi anh ấy đưa con về đây, mẹ mẹ không nhớ hả? Bà trao đĩa cơm cho Hồng và hỏi thêm. Thế nó đưa cái gói gì vậy? Hồng bưng cơm cho khách trước rồi mới quay lại trả lời. À, anh ấy đền con cái áo dài với cái quần mới, à, anh ấy còn bảo là cần gì thì cứ liên hệ với anh ấy. Bà mẹ bình phẩm một câu. À, còn trẻ thế mà đã có ô tô chắc con nhà giàu Hồng vui vẻ đáp ừ, Chẳng những con nhà giàu mà Chính anh ấy cũng là kỹ sư đang làm việc Cho một công ty điện tử Hàn Quốc đấy mẹ Bà mẹ thoáng vui Vì bà chưa bao giờ tin trên đời này Có người tốt, nhất là người giàu Hôm nay gặp chàng công tử Lái xe hơi ghé thăm Và tặng quà cho con bà Biết đâu chẳng mở đầu cho một chuyện tình huyền thoại Gần trưa Khách vắng bớt Hồng mới chạy vào quầy bếp Mở gói quà ra coi đó là một sấp vải quần trắng và áo dài xanh toàn ghi mấy chữ anh hy vọng sẽ có dịp được nhìn thấy em mặc chiếc áo dài màu xanh là màu hy vọng của anh hồng hồi hộp lật đi lật lại tấm danh thiếp có ghi cả ba số điện thoại tư gia văn phòng và di động hôm ngồi trên xe với toàn hồng đã biết sơ qua những nét chính về toàn nay nhờ tấm danh thiếp nàng biết thêm cả địa chỉ nhà riêng của toàn nếu cần thì có thể liên lạc dễ dàng. Hồng cầm sấp vải áo dài lên, chìa ra trước mặt mẹ và bảo. Đẹp quá mẹ nhỉ Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt bà mẹ, bà nói. Vâng, chắc là nó nhờ ai mua hộ chứ, đàn ông đâu có biết lựa vải. Ngay chiều hôm đó, Hồng háo hức chạy đi may áo dài. Cẩn thận, dặn tiệm may, cho mặc thử hai ba lần cho thật vừa, rồi mới lấy về. Nhờ dáng cao rong rỏng, Hồng mặc áo dài rất đẹp, mẹ nàng cứ tấm tắc khen mãi và nhấn mạnh đến màu áo Toàn khéo chọn. Bà bảo Hồng xoay tới xoay lui cho bà ngắm nghĩa, rồi bảo Màu này hợp với da của con, đơn giản nhưng mà nó nổi lắm. Bây giờ Hồng mới tự tin gọi điện thoại cho Toàn và bảo Anh Toàn hả? Em đây, Hồng đây. À, anh có muốn nhìn cái áo dài của anh không? À... Anh muốn thì 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 lại trường đón em đi. Đó là buổi hẹn đầu tiên khai mở chuyện tình đẹp kéo dài đến hôm nay. Gọi là chuyện tình đẹp không phải vì hai người cùng đẹp mà vì nó giống như chuyện thần tiên ít khi xảy ra trong xã hội vật chất ngày nay. Mỗi lần toàn lái xe hơi đến cửa hàng cơm tấm, ngồi ăn và nói chuyện với mẹ con Hồng, ai cũng phải ngạc nhiên vì hàng rào giai cấp đã xóa hẳn trong cái xã hội mang đầy tính giai cấp hiện nay lao động là vinh quang. Câu khẩu hiệu vẫn còn vẽ giải rác trên khắp phố phường, nhưng thực tế thì tham ô, giàu sang mới thật sự là vinh quang. Nghèo vẫn bị khinh miệt hay coi thường, cho nên mẹ con Hồng không thể không cảm động về sự quyến luyến của Toàn. Xúc động đến nỗi, có lúc bà mẹ đã thoáng nghĩ và bảo Hồng. Chắc bố con mất đi, bây giờ phù hộ cho con đấy một chàng kỹ sư mới ra trường con một đại gia làm việc cho công ty nước ngoài yêu cô gái nhà nghèo bán cơm tấm con gái nhà nghèo nhưng thông minh và hiếu học cố gắng vươn lên cho nên càng làm toàn yêu hơn và tận tình chỉ dẫn để hồng thành đạt toàn sắm máy vi tính cho hồng mua hàng loạt sách giáo khoa để nàng tham khảo và nhắc đi nhắc lại mãi là phải học ngoại ngữ rút kinh nghiệm của chính bản thân mình toàn bảo thời buổi ngày nay đó, không giỏi tiếng Anh thì không thể nào tiến thân được. Cùng một mảnh bằng tốt nghiệp, nếu làm cho công ty nước ngoài thì lương có thể gấp 2, gấp 3 công ty Việt Nam. Cho nên song song với cái ngành học chuyên môn, ấy, em phải tranh thủ học tiếng Anh. Điều gì Toàn đề nghị Hồng cũng thấy là hợp lý nên đều nghe theo và gắng sức thực hiện. Một phần nhờ trí nhớ thông minh và sự chăm chỉ, một phần nhờ sự tận tình của toàn, Hồng đã tốt nghiệp phổ thông và trúng tuyển vào đại học, mang lại niềm vui lớn cho Hồng và niềm hãnh diện cho bà mẹ cô đơn gần 20 năm nay. Khuyến khích bằng lời nói không đủ, toàn còn dùng phần thưởng để thúc đẩy Hồng. Chẳng hạn, Hồng tốt nghiệp trung học, toàn tặng Hồng cái phone di động loại đắt tiền. Hồng thi đậu đại học, toàn tặng Hồng cái laptop chuyện tình của hồng gây xôn xao lớn trong phạm vi bạn bè ai cũng biết hồng nghèo phụ mẹ bán cơm tấm quanh năm đi học chỉ có hai cái áo dài thay đổi nhau nàng tuy có nhan sắc nhưng biết thân biết phận ít sửa soạn chỉ lo học không đua đòi bằng hữu ở lớp học nào thì cũng thế con nhà nghèo bao giờ cũng chỉ là những bóng mờ qua đường không ai hay bỗng từ ngày có toàn mang xe hơi đến đón bạn bè ngơ ngác gọi nàng là con bé lọ lem gặp hoàng tử y như trong chuyện thần thoại toàn có nét đẹp thể thao cao như tài tử hàn quốc thừa điều kiện để làm quen với bất cứ ai thuộc gia đình danh giá chả hiểu tại sao lại chiếu cố đến con gái tầm thường như hồng lũ con gái cứ sầm xì với nhau như vậy và mừng cho hồng trúng số con quyên bạn thân nhất của hồng Tò mò hỏi Hồng làm sao quen được Toản Hồng thành thật kể lại đầu đuôi Quyên bảo À thế thì từ nay Hễ cứ trời mưa là tao cứ lao ra ngoài đi bộ May ra có thằng nào nó lái xe hơi Nó bắn nước vào áo tao Thì mới hy vọng có người yêu chúng mày ạ à. Mấy con bạn đều phì cười Hồng vui vẻ bảo à, Ăn thua là nó dừng lại hay không chứ Tao hỏi mày nhá Gặp cái ô tô đó nó cán vào vũng nước Nó làm bắn cả một mảng bùn lên mặt mày rồi nó bỏ chạy luôn thì mày làm gì nó? Một đứa khác lắc đầu nói. Thôi thôi, tao trả dại. Lội mưa mà đi, chưa chắc đã quen được thằng nào mà lại về còn cảm thì khốn ấy. Tuổi trẻ mới lớn, nữ sinh 17-18 tuổi, ai mà chẳng mơ mộng, ai mà chẳng mong có một chuyện tình lãng mạn, cho nên đứa nào cũng nhìn Hồng bằng ánh mắt thèm thuồng. Toàn đòi may thêm áo dài cho Hồng, nhưng Hồng bảo. Ừ. Anh may áo mới cho em thì em cũng chỉ mặc khi đi chơi với anh thôi, còn đi học thì em không muốn thay đổi gì cả, vì ai cũng biết hoàn cảnh gia đình em. Toàn tôn trọng cách suy nghĩ của Hồng, nên không chỉ chiết thêm, Hồng lại nói. À, anh biết không, em rất cảm động vì anh lo lắng cho em, nhưng mà em không muốn mấy đứa bạn thân của em nó cho là em lợi dụng anh. Em nói thật nhé, anh yêu em, tức là anh đã cho em niềm hạnh phúc lớn lắm rồi anh không cần phải cho em bất cứ thứ gì nữa đâu. ở quán cơm tấm của mẹ hồng cũng thế, đám thanh niên suy tình thường xuyên đến để nhìn hồng. bây giờ bỗng thấy sự xuất hiện của toàn, lặng lẽ bỏ cuộc hết bởi họ biết họ không phải là đối thủ của toàn. họ chỉ ngạc nhiên là một người như toàn sao lại từ đâu lặn lội đến khu lao động bình dân này để quen hồng. nếu họ là toàn, họ sẽ rong chơi với các cô người mẫu chứ chui vào tiệm cơm tấm này làm gì? quen hồng gần hai năm nghĩ đến chuyện lâu dài toàn mới đưa người yêu lên lâm đồng ra mắt bố mẹ đồng thời cũng muốn để hồng có dịp tham quan đồn điền và cơ sở sản xuất của gia đình toàn bố mẹ toàn là ông bà trường có văn phòng và nhà kho ở sài gòn nhưng giao cho con gái đầu lòng quản lý nơi đây là chỗ phân phối hàng bán xỉ và xuất khẩu do nhung chị của toàn điều hành ít khi ông bà trường phải để tâm đến Ông bà thường xuyên ở Lâm Đồng vì thích khí hậu cao nguyên thoáng mát hơn. Ông Trường thì vốn dễ tính và chiều trộn Toàn nên không có ý kiến gì đối với Hồng. Nhưng bà Trường tỏ thái độ, thiếu thiện cảm với Hồng ngay từ phút đầu. Bà gọi riêng Toàn ra một góc và hỏi. Này, con bé nó bao nhiêu tuổi? Toàn hơi thất vọng vì mẹ mình không vồn vã với Hồng nhưng chàng vẫn điềm tĩnh trả lời. À, 19 tuổi Tây mẹ, 20 tuổi ta nhưng non non trẻ hơn nhiều có phải ông mẹ bà mẹ tiếp tục chất vấn Ôi trời. mẹ nghe đồn là con tốn bao nhiêu tiền vì nó rồi phải không Ê, nó còn cá nhà ai toàn biết mẹ mình chỉ nhắm những chỗ có chức quyền nên khổ sở đáp thì gia đình cũng buôn bán nhà chỉ có hai mẹ con bà mẹ ngắt lời hỏi bằng giọng mỉa mai buôn bán nhưng mà buôn bán gì mới được chứ kinh doanh quy mô hay là buôn thúng bán mé Toàn nén tiếng thở dài trả lời um, Hai mẹ con bán cơm tấm mẹ Ôi giời ơi Bà hừ một tiếng rồi quay đi Đối với bà như thế là hỏng Không xứng đáng làm thông gia với gia đình bà Cả nước Việt Nam bây giờ Có chung một cách suy nghĩ như vậy Khi giới thiệu tên Thì phải kèm theo một chức vụ nào đó Nghe thật kêu Chứ nếu không thì ngượng lắm Mai kia Hồng về làm dâu nhà bà Gặp bạn bè hoặc đối tác kinh doanh Người ta thăm hỏi về Hồng Bà biết trả lời thế nào cho đỡ ngựa. Im lặng một chút bà bảo Này Tháng trước ấy, bác Trung bác có lên đây chơi Bác mới vừa mới đề bạn lên thứ trưởng ấy Mày nghe rõ chưa Vừa mới đề bạn lên thứ trưởng ấy con ạ à. Bác bảo là con My nó vẫn còn hỏi thăm con Con mà đi với con My thì thật sự nó xứng đôi vừa lứa lắm Lọt vào nhà người ta Thì người ta cho con đi sang Mỹ học lấy bằng thạc sĩ rồi về đây này Bác Trung bác bố trí công tác cho con Tệ lắm ấy Mẹ nghĩ mà tệ tệ lắm Cái gì cũng phải hàng giám đốc Toàn cúi đầu trầm ngâm nói Bố mẹ giữ quan hệ tốt với bác Trung Vì bác ấy là bạn của bố Từ lúc còn đi học Nhưng bố mẹ đừng nhắc đến quan hệ tình cảm Giữa con với với lại mi Bà mẹ lớn tiếng ngắt lời Chứ mày muốn gì Làm giải thứ trưởng này không hơn là là, là, là làm rể nhà bán cơm tấm à dứt lời bà vùng vằng bỏ đi toàn thở dài trông theo rồi chạy ra vườn tìm bố để cầu cứu buổi tối sau bữa cơm gia đình toàn rủ hồng ra sân chơi để bố mẹ nói chuyện riêng với nhau ông trường bảo vợ chuyện thằng toàn với con bé kia chưa chắc nó đã đi đến đâu trẻ con bây giờ ấy mà bà biết mà quen nhau lung tung lắm nay nó cặp đứa này mai bổ đứa khác đâu có như thời của tôi với bà Thành ra đó, bà đừng có bận tâm đến chúng nó Bà Trường gay gắt cãi ngay Thế nhớ nhưng mà con bé nó cố ý Nó để cho có chữa Thì bố con ông làm thế nào Hay ép nó đi nạo thai à Hay bắt nó nhét trong bụng không cho đẻ ra Trời ơi phong bệnh hơn chữa bệnh chứ lại Con mi nhà bác Trung ấy vừa đẹp mà lại vừa ngoan Lại là con thứ trưởng Danh giá biết bao nhiêu Mà nó cứ lờ đi Thật tôi không hiểu cái đầu óc cái thằng đó để đâu Ông Trường đổi chiến thuật Nhẹ nhàng bảo vợ Tôi thì tôi thấy bà với tôi có phúc lắm Mới đẻ được cái thằng con như thằng Toàn Bà nhìn đi Nhan nhản khắp nơi Bà thấy đấy hễ con nhà giàu mà nhất lại là con một Thì mười đứa hết chín đứa là hư hỏng Xì ke ma túy Ăn chơi đảng điếm đua xe Phá làng phá xóm Có đứa nào Bà nhìn xem có đứa nào nó vừa giỏi vừa ngoan Như thằng Toàn nhà mình đâu chỉ nội như thế tức là nó đã báo đáp công ơn sinh thành của mình rồi. Bây giờ nó đã trưởng thành. Mọi chuyện tôi để cho nó tự quyết định. Bà không nên đòi hỏi quá đáng. Ép uổng con mình quá. Trời sẽ lấy lại hết cái lọc của mình. Bà trường vẫn còn ấm ức. Nhưng thấy chồng bàn có lý. Bà tạm im lặng chờ cơ hội khác sẽ thuyết phục thêm. Cũng giống như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khác. Bà Trường đẩy con vào làm rể nhà quyền quý tự cho rằng mình thương con Mới làm như thế Nhưng kỳ thực là bà thương bà Bà muốn mỗi khi ra đường Có thể hãnh diện ngước mặt nhìn đời Bởi thiên hạ ai cũng biết bà là thông gia Của ông Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp Sau bà Trường thì lại đến lượt nhung Chị của Toản Cực lực chống đối Hồng Mà lý do duy nhất Cũng chỉ vì Hồng là con nhà nghèo Bao nhiêu những phấn đấu của Toàn trong gia đình Hồng đều biết cả Nàng cảm động lắm Toàn dám cãi lời mẹ Trái ý chị để nhất quyết lấy Hồng Con đường tương lai đang rộng mở thanh thang như vậy Mà bây giờ cô Linh bảo Hồng không thể làm vợ Toàn Còn nỗi đau nào lớn hơn Nàng đau khổ đã đành Mà cả Toàn và nhất là mẹ Hồng Sẽ còn thất vọng đến cỡ nào Đêm nay đêm đầu tiên ở bên Toàn Đáng lẽ phải là những giây phút tuyệt vời Nhưng Hồng biết trước nàng sẽ khó có thể ngủ được vì nỗi ám ảnh do lời xác quyết của cô Linh. Sáng hôm sau toàn thức dậy thì Hồng đã sửa soạn xong, ra đứng ngoài ban công nhìn xuống bãi biển. Nhớ lại tối hôm qua ở quán cà phê, Hồng quyết tâm che giấu mọi nỗi lo lắng để khỏi làm buồn lòng toàn một lần nữa. Hồng mặc bộ đồ mới mua hôm qua, quần tây ống ngắn trên mắt cá chân, sơ mi trắng ngắn tay, có hai cái túi nhỏ trước ngực thoạt trông giống như bộ đồ thể thao của giới thanh niên đi đánh golf. Trời yên gió lặng, người qua lại đã khá đông trên bãi cát, hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Hồng thích nhìn cảnh đẹp biển xanh mênh mông, nhưng ngại tắm vì sợ nắng, làm hỏng lớp da mịn màng của nàng. Toàn cũng vừa thức giấc, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi quay ra ngượng ngùng bảo Hồng. Phí quá, lần đầu tiên nằm bên em mà anh ngủ say như chết chả biết gì cả Hồng cười vui vẻ đáp Em biết trước mà Chiều hôm qua anh bơi mấy tiếng đồng hồ Làm gì mà không mệt Anh bảo anh là huấn luyện viên thể dục Nhưng bơi trong hồ đâu có giống như bơi ngoài biển Hồ thì làm gì có sóng như là ngoài khơi Toàn ra đứng sau lưng Hồng và bảo Em biết vậy là em giỏi lắm đấy Bây giờ mình đi ăn sáng nhá. Vũng Tàu có tiệm cơm tấm lan tường Ở đường Hoàng Hoa Thám Em muốn đến ăn thử xem có ngon hơn cái cơm tấm của em không Hồng Phi cười bảo Trời ơi, anh ơi Em ăn cơm tấm liên tục gần 20 năm nay rồi Hôm nay đi <laughs> Đi hưởng tuần trăng mật Lại bắt em ăn cơm tấm nữa hay sao Toàn mừng lắm Chàng để ý thấy Hồng không còn lo âu Như suốt một ngày dài nặng trĩu hôm qua Như vậy có nghĩa là Hồng đã nghe lời khuyên của Toàn Gạt hẳn Mọi ưu phiền để có những giờ phút hoàn toàn hạnh phúc bên Toàn Chàng ôm vai Hồng và bảo anh chọc em thôi chứ anh định đưa em lại phố ẩm thực ở đường đồ chiếu có đủ mọi loại thức ăn cho em chọn mỗi lần đi công tác ngoài này anh hay đến đây cùng với mấy ông chuyên viên Hàn Quốc thôi mình đi em. Hai người nắm tay nhau xuống sân khách sạn, Hồng ghé tai toàn nói nhỏ: "Anh, em xin lỗi hôm qua đã làm anh buồn." Toàn chớp mắt cảm động đáp, hôm nay thì rõ ràng là em đã lấy lại phong độ, mắt em không còn lo âu nữa. Anh chỉ mong có thế thôi. Rồi chàng đổi đề tài bảo: "Mình đi bộ em nhé, từ đây lại đó cũng không có xa lắm." Hồng gật đầu đồng ý. Dạ, "Đi bộ chứ anh, buổi sáng trời còn mát mà." Hai người tung tăng nắm tay nhau đi trên lề đường trong ánh nắng ban mai thấp thoáng xuyên qua cành lá. Gió từ mặt biển thổi vào nhẹ nhẹ làm mái tóc hồng bay lòa xòa trên khuôn mặt trắng hồng rực rỡ của nàng. Toàn liếc nhìn người yêu lòng tràn ngập hạnh phúc vì hồng không còn nhắc đến chuyện cô linh nữa ánh mắt cũng đã lấy lại được niềm tin yêu trong cuộc sống nhất là từ đêm qua sau khi hai người trao thân để trở thành vợ chồng buổi trưa toàn đưa hồng trở lại khách sạn thay đồ tắm quấn tấm khăn choàng ra biển toàn thuê cái bàn trên bãi cát đúng cái bàn hôm qua có mái dù lớn bằng ni lông che ánh nắng phía dưới có hai cái ghế để cho khách nằm nghỉ hồng sợ nắng nên không thích xuống biển nàng nằm trên ghế bố tấm khăn lớn phủ ngang người và lát nữa đây khi nắng lên cao nàng có thể che lên đầu toàn cởi áo sơ mi máng lên ghế bố huấn luyện viên thể dục tất nhiên có tấm thân rất cân đối chàng cúi xuống hôn hồng và bảo anh bơi độ hai tiếng đồng hồ rồi mình lên mình trả phòng ô ten rồi về là vừa hồng hài lòng nói cũng không cần về gấp đâu anh Em vừa gọi điện cho mẹ Chiều mát Anh lái xe về đỡ mệt hơn Toàn gọi cho Hồng trái dừa tươi Rồi quay gót phóng ra biển Chàng nhòi người lao xuống nước Xoài tay bơi vượt qua từng đợt sóng nhấp nhô Hồng vui vẻ đứng nhìn theo Cho đến khi Toàn chỉ còn là một điểm đen nhỏ Lúc ẩn lúc hiện Sau từng lớp sóng Nàng mới nằm ngả người trên ghế bố Lấy tờ tạp chí ra đọc hôm qua lần đầu tiên chứng kiến hồng mới nể phục tài bơi lội của toàn xứng đáng là huấn luyện viên thể dục hồng lật nhanh mấy trang báo coi thoáng phần hình ảnh rồi đưa tay che miệng ngáp tiếng sóng đều đặn và gió hiu hiu thổi nhanh chóng du nàng vào giấc ngủ vì đêm qua nàng thức gần như trắng đêm có ai ngờ được đó là giây phút chia ly vĩnh viễn toàn ngộp lặn trong làn nước biển mà chàng say mê. Hồng ngủ được một giấc, khoảng hơn một tiếng đồng hồ giật mình choàng tỉnh dậy, vẫn chưa thấy toàn trở lại. Nàng đứng dậy, những mắt sốt ruột trông ra biển. Hai tiếng, rồi ba tiếng, vẫn không thấy toàn trở lại. Nàng dùng mình sực nhớ tới lời tiên đoán của cô Linh chưa hôm qua. Nhưng nàng lại gạt đi ngay, vì nàng biết toàn bơi rất giỏi. Nàng cứ đứng lên, ngồi xuống, mở to mắt nhìn ra khơi chẳng thấy tăm hơi của toàn đâu cả trời bỗng chút cơn mưa tầm tã trong khoảnh khắc mặt biển mù mịt không còn thấy gì nữa kể cả những con tàu những chiếc thuyền mới lúc nãy còn chập chạp chạy ngang trước mặt hồng hồng nhớ nhác chạy vào khách sạn mếu máo kể cho người tiếp viên ở quầy nghe bà quản lý ô ten một phụ nữ miền nam lớn tuổi đang ngồi trước máy vi tính ngẩng lên hỏi hồng cô báo với bảo vệ biết chưa đội cấp cứu lúc nào cũng trực ở đó mà mặt tái nhợt, nước mắt lưng tròng, Hồng dồn dập hỏi. Nhưng mà ở, ở đó là ở đâu ạ? À? Báo cho ai? Tôi đâu có biết. Bà quản lý ngắt lời Hồng. Thôi được rồi, để tôi kêu giùm cho. Hồng lại chạy lao ra bãi cát dưới cơn mưa tầm tã. Tiếng khóc nức nở, tiếng gọi tên toàn thất thanh, bị lẫn trong tiếng gió vù vù thổi và tiếng gầm thét của biển khơi. Chào ơi, mới hôm qua chính Hồng đã nhắc Toàn đừng bơi xa quá, nhưng Toàn quá tự tin vào khả năng của mình và bảo bãi tắm chính là bãi sau bãi trước người ta che dơ ít ai tắm phải bơi ra thật xa nước biển mới trong lành biển vẫn mịt mùng mưa gió ngay cả ngọn hải đăng xa xa cũng mờ nhạt phải chú ý lắm mới thấy được đốm sáng nho nhỏ hồng chạy tới chạy lui trên bãi cát tuyệt vọng cất tiếng gọi liên tục anh ơi anh Toàn ơi anh Toàn ơi sao anh đã bỏ em anh ơi Đáp lại tiếng kêu não nột của Hồng Chỉ có làn gió giít lên Và từng đợt nước mưa hất mạnh vào mặt nàng Hồng quỳ trên bãi cát Đầu gục xuống Tiếng khóc tắc nghẹn trong cổ <laughs> Anh Thoạn ơi Anh cứ anh sống với em suốt đời mà Sao anh vội anh ra đi Anh bỏ em một mình trên đời này Làm sao em sống được anh ơi gào thét một lúc hồng lại điên cuồng chạy vào khách sạn toàn thân đẫm ướt nước chảy đầm đìa từ đầu tới chân nhân viên oten cũng như khách trọ đều đổ dồn lại đứng vây quanh hồng nhìn nàng thương cảm mà chẳng ai biết phải làm gì để giúp nàng bà quản lý buồn rầu bảo hồng à, tôi, tôi, tôi 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 kêu họ đi rồi mấy người nó nói là cho tàu chạy đi kiếm giờ này đi đi rồi nhưng mà mưa lớn quá quay bộ khó thế đường nhân viên khách sạn ai cũng muốn giúp hồng vừa vì tội nghiệp, vừa vì muốn tạo thêm uy tín cho khách sạn. Nhưng tất cả đều vô vọng. Sóng gió đã cuốn toàn đi, không bao giờ trở lại. Hồng ngồi bệt trên nền gạch, lạnh toát người, run rẩy nhớ đến lời cô Linh. Hóa ra chẳng phải là vợ chồng, chẳng cần phải chính thức, chẳng cần phải làm đám cưới hay hôn thú. Chỉ mới ăn nằm với nhau thôi, Hồng đã phải đau xót chịu cái tang đầu tiên. Ngồi khóc một lúc trong tiền sảnh khách sạn, Hồng lại đứng dậy, thất thểu bước ra bãi biển, dưới cơn mưa vẫn đang xối xả chút nước. Đám đông tội nghiệp nhìn theo, nhưng chả ai biết làm gì, chỉ mỗi lòng nghe Hồng rên rỉ. Anh ơi, anh Toán ơi, anh đánh bỏ em thật sao? Mẹ ơi, anh toàn anh bỏ con rồi mẹ ơi. Hai hôm sau, mới có chiếc tàu đánh cá phát hiện được xác của Toàn trôi giặt về phía làng Phước Tỉnh. Cái chết của Toàn là một khúc rẽ bi thảm làm thay đổi hẳn cuộc đời của Hồng. Ngoài nỗi đau mất người yêu, những hệ quả khác kéo theo cũng không phải là nhỏ. Hồng không đủ khả năng tài tránh để theo đuổi 4 năm đại học, sách đèn đến giờ phút này coi như chấm dứt. Cuộc đời trước mặt chỉ còn là phụ mẹ bám lấy cửa hàng bán cơm tấm để sống qua ngày trong thời buổi kinh tế hỗn loạn, vật giá leo thang ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Tờ Vũng Tàu trở về hồng nằm vật vã cả mấy tháng trời trên căn gác mướn đều hưu, không ra ngoài, không tiếp khách, không trả lời điện thoại. Bà Mơ mẹ của Hồng một mình xoay sở ở cửa hàng, vừa làm vừa lặng lẽ khóc thầm bà tiếc người và tiếc của trách ông trời sao quá nghiệt ngã đối với mẹ con bà khi hồng mới hơn một tuổi chồng bà ra đi rồi mất tích luôn cho đến giờ cả cuộc đời bà không có mùa xuân không được một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc bây giờ lại đến lượt con gái bà cũng thế mới chớm bước chân vào đường tình ái đã gặp trắc trở ngay mà cái trắc trở ấy lại vô cùng thảm khóc Mỗi buổi chiều ở quán cơm về, bà mơ đến bên giường, ngồi nắm tay con hết lời an ủi và thúc giục Hồng ngồi dậy, làm lại cuộc đời. Hồng không một chút thay đổi, Biến lời cả việc ăn uống khiến bà vừa buồn vừa bực. Bà dươm dướm nước mắt bảo con. Con ơi, con cứ nằm vật vã mãi như thế này hay sao? Đằng nào thì thằng Toản nó cũng mất rồi. Tuy nó chưa là chồng con, nhưng mẹ thương nó như là con rể quý của Mẹ. Trời không thương cho nó chung sống với con Mấy tháng nay mẹ đứt từng khúc ruột Vì thương con, thương thằng Toản Nhưng mà đành chịu chứ biết làm sao Con năm nay chưa đến 20 Cuộc đời còn dài lắm Con phải nghĩ lại Phấn đấu mà sống chứ Con bỏ một mình mẹ cáng đáng hết bao nhiêu việc này hay sao Hồng nằm nghiêng trên giường Tóc xóa rối bù Tấm chăn mỏng đắp ngang bụng Khẽ mở mắt ngước nhìn mẹ hai dòng lệ chảy chứa chan. Bà mơ nhìn con quặn thắt, mối lo gan ruột của bà bây giờ là sợ hồng tự tử. Đáng lẽ bà phải túc trực bên cạnh, nhưng sinh kế quá khó khăn, tiền thuê cửa tiệm lại cao, bà không thể đóng cửa quán được. Bà khổ sở nói riêng với bà chủ nhà ở tầng dưới. Cháu Hồng nó buồn quá, không ăn không uống gì hết, suốt ngày chỉ nằm bẹp ở trên giường mà tôi thì tôi bận ngoài tiệm gần tối mới mò về, thế tôi nhờ bà thỉnh thoảng á, bà chạy chạy lên bà non cháu hộ tôi, mà có cần gì thì bà cứ gọi điện cho tôi nhé. Bà chủ nhà người miền Nam vốn quý mến tính nết của Hồng nên nhận lời ngay. Bà nói được rồi mà cô ba cứ lo bán tiệm đi, nhưng mà nhớ đừng có khóa cửa nghe. lâu lâu rồi tôi lên tôi ngó chừng cho. trời ơi tôi coi con Hồng như con tôi ấy mà, Giờ thấy thương quá nè, à. có tôi rồi. Đừng có lo, lo buông bán đi. Bao nhiêu lần bà mơ khuyên con gạt bỏ chuyện đau buồn để đối diện với thực tế, nhưng Hồng không có phản ứng gì. Hôm nay, đã bước sang tháng thứ ba kể từ ngày toàn mất, bà đóng cửa tiệm về sớm hơn, ngồi bên con và tha thiết bảo. Ngày bố con ra đi, rồi mất biệt luôn. Mẹ đã buồn vì cô đơn, lại còn vừa túng thiếu nữa. Rồi lại nghe người ta đồn là bố mày lấy vợ khác bên Mỹ cho nên không có muốn liên lạc với mẹ con mình nữa. Mẹ có lúc chán đời không còn muốn sống nữa. Nhưng mà mẹ vì con, mẹ phải sống. Nếu ngày ấy mẹ buông xuôi hết mọi sự như con bây giờ thì ai lo cho con lúc đấy mới có hơn một tuổi đầu. Nghe câu ấy, Hồng mùi lòng gắng gượng ngồi lên ôm lấy mẹ. Rồi chỉ trong khoảnh khắc cả hai mẹ con cùng khóc. Bà mơ lại tiết lộ thêm một chi tiết mà bà giấu con bao nhiêu năm nay năm con ba tuổi mẹ nghèo quá mỗi sáng chỉ có cổ khoai cho con muốn đi làm nhưng mà không biết gửi con cho ai trông nom có cái ông người việt gốc hoa buôn bán chui mà nghe nói cũng khá lắm ông ấy thương mẹ đòi cưới mẹ bà ngoại cũng xúi mẹ lấy cho rồi mẹ đã toan theo người ta để có tí tiền cho con sung sướng hơn nhưng mà mẹ lại nghĩ lại đã chắc gì người ta thương con mình Chưa lấy nhau Thì ai chả nói ngon nói ngọt Về ở với nhau rồi Có khi lại làm khổ con Thành ra tính đi tính lại mãi Mẹ lại thôi Hồng cảm động nước mắt chan hòa Nàng đã từng nhìn những tấm hình chụp của mẹ thuộc còn đi học Và có người nói đến tai nàng rằng Con Hồng nó giống mẹ nó Nhưng mà không đẹp bằng mẹ nó lúc còn trẻ Vậy mà cả đời có được bao nhiêu ngày sung sướng đâu. Năm nay bà 42, ở nhiều hoàn cảnh khác 42 tuổi vẫn còn là trẻ, vẫn hớn hở rong chơi ngoài đường. Nhưng sự lam lũ và ưu phiền làm bà mơ già đi rất nhiều. Bà lại nói thêm. <laughs> Bố con đi lúc mà mẹ mới có 24, 18 năm rồi chả biết sống chết thế nào. Mà nếu còn sống thì chắc cũng đã rất tình với mẹ rồi. 18 năm nay, quanh quẩn vào ra chỉ có hai mẹ con mình. Bà nghẹn lời không nói được nữa. Hồng hiểu ý mẹ. Bà muốn đem nỗi khổ của mình ra để Hồng thấy nỗi đau của Hồng hiện nay cũng không hơn gì sự chịu đựng mà bà phải gánh lấy bấy nhiêu năm nay. Quả nhiên, câu chuyện của bà làm Hồng bừng tỉnh vì nhận ra mấy tháng nay mình thiếu bổn phận với mẹ. Đành rằng Hồng không thể không buồn nhưng phản ứng kiểu này thì ích kỷ quá, quên nỗi khổ của mẹ gần 20 năm qua. Hồng yếu ớt an ủi. Thôi thôi mẹ đừng có nói nữa. Con biết, con biết là nỗi khổ của mẹ rồi. Con hứa với mẹ từ nay con không buồn nữa. Bà mơ đứng dậy vào bếp, lấy khăn nhúng nước nóng, lau mặt cho con. Hồng thấy tỉnh táo đôi chút, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nàng đã ở mấy năm trời mà hôm nay thấy như xa lạ nàng chợt nhận ra mấy bức hình nàng chụp chung với toàn lồng trong khung kính treo trên vách mẹ nàng đã tháo đi mất rồi bà không muốn để lại dấu tích gợi vết thương cho hồng hồng nén tiếng thở dài xóa bỏ thế nào được hình ảnh của toàn còn bao nhiêu thứ trong nhà này do toàn mang lại cho hồng dàn máy vi tính đặt trên góc bàn những bộ quần áo thời trang để hồng mặc mỗi lần đi chơi với toàn tất cả đều còn treo trong tủ đứng hoặc gấp lại để trong ngăn kéo, cái đồng hồ hàng ngoại toàn tặng cho Hồng nhân ngày sinh nhật mới đây, rồi còn laptop, điện thoại di động, cả một tủ sách giáo khoa và ngoại ngữ, chưa kể một vài kỷ vật đặc sản toàn mua cho Hồng nhân chuyến lên thăm Lâm Đồng, như cái nhà sàn bằng gỗ thông hình ảnh tiêu biểu trong đời sống của dân tộc ít người trên cao nguyên, chả nhẽ bây giờ quăng đi hết hay sao? Bà mơ mở toang hết các cánh cửa sổ cho không khí lùa vào, mặc dầu bên ngoài trời đã bắt đầu tối, rồi bà trở lại ngồi bên Hồng và kể. Cái từ cái hôm mà con đã vũng tàu về, bạn bè con, cả chục đứa nó ghé quán nó hỏi thăm con, nhất là con Quyên ấy, hầu như ngày nào nó cũng gọi điện, rồi cứ cách ngày nó lại đến tận nơi, ngồi nói chuyện với mẹ. Nó bảo là nó nói gọi điện cho con cả chục lần mà con không trả lời. Tội nghiệp con bé, có hôm quán đông khách nó còn ở lại nó phụ với mẹ nửa ngày bưng cơm bưng nước ra cho khách nhiều người tưởng mẹ thuê nó ấy chứ nhưng mẹ bảo tiền đâu mà tôi thuê nổi nó không biết Hồng ngồi tựa lưng vào vách tóc rũ xuống nhiều sợi dính bết lại với nhau vì lâu ngày không gội Hồng thoáng nhớ đến đám bạn bè cùng lớp từ nay chắc khó gặp nhau vì đã tốt nghiệp phổ thông nghĩa là chia tay mỗi người một ngã đứa lên đại học đứa ở nhà phụ việc gia đình hoặc có đứa may mắn thì chuẩn bị lấy chồng bạn thời trung học bao giờ cũng là bạn thân nhất bởi gắn bó lâu năm và bởi tâm hồn lúc ấy đứa nào cũng hồn nhiên quyên là bạn trí thân của hồng vì ngồi sát bên cạnh nhau mấy năm liền từ khi hồng có toàn quyên vẫn thân nhưng không thể không thấy buồn trong lòng bây giờ toàn mất quyên lại càng thân hồng hơn mà thân thật chứ không phải giả dối bởi quyên có cái tính chung của mọi người là ghen với người hạnh phúc nhưng lại thương người bất hạnh. Trong lớp, quyên chẳng những thuộc loại đẹp mà còn văn minh, theo sát thời trang đổi phôn di động thường xuyên vì nhà quyên giàu. Đến khi thấy Toàn đến đón Hồng ở cổng trường, Hồng đưa Hồng lên chiếc xe Toyota hai cửa màu trắng độc. Quyên giật mình chố mắt nhìn vì bao lâu nay vẫn đánh giá Hồng rất thấp. Dĩ nhiên Quyên cũng có lắm người theo đuổi vì ông anh Quyên mê nhảy đầm, thường rủ Quyên đi theo, nhưng chính Quyên có lần thất vọng bảo Hồng. Cái lũ theo tao toàn là của khỉ của nợ không à? Chứ làm sao mà được như anh Toản của mày? Bây giờ thì Toản không còn nữa, Hồng đương nhiên trở về chỗ đứng của một đứa con gái nghèo cô độc. Quyên mỗi lòng thương bạn hơn, chính Quyên rủ bạn bè cùng lớp kéo lại chia buồn với Hồng và bà Mơ, nhưng dĩ nhiên Hồng không tiếp ai. Mẹ Hồng sụt sùi bảo quyên Cô nhờ cháu hãy có dịp thì cứ lựa lời khuyên Hồng dùm cô Đằng nào thì chuyện nó cũng xảy ra rồi Nó có khóc than đến đâu thì chẳng làm sao mà người yêu nó sống lại được Quyên cũng rơi nước mắt nói Nó có cho con gặp nó đâu cô Gọi điện cho nó nó cũng không thèm bắt máy Nhưng mà con hứa với cô là con sẽ thuyết phục nó Tuy hứa như vậy nhưng Quyên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Hồng hôm nay ở tiệm quyên lại đến hỏi thăm rồi lại lầm lỗi ra về nhưng riêng với bà mơ thì hôm nay hồng đã tiến được một bước rất khả quan hồng đã chịu ngồi dậy nói chuyện với bà bà mơ nhìn hồng xúc động vì con gái bà gầy sọm hẳn đi nước da vốn trắng bây giờ trở nên xanh xao và hai quầng mắt trũng sâu xuống bà bảo con ơi là con con thương mẹ thì con phải ăn uống bình thường đi con Vừa lúc đó có tiếng bước chân lên cầu thang Rồi giọng bà chủ nhà nói lớn Ê ơi, cô ba ơi Tôi mới nấu nồi cháo gà nè Thiệt ngon luôn nha Cô ba kêu con Hồng nó ráng ăn chút xíu cho nó khỏe đi Nhịn hoài chịu sao nổi Nói dứt câu thì bà cũng vừa lên tới Đến bên cạnh giường Hồng cúi đầu nói nhỏ con chào, bà chủ. chủ nhà cười hiền hòa bảo Hồng Dữ không Mấy tháng nay nè Bữa nay mới nhìn thấy mặt cháu nha à, để bác xuống mút tô cháo lên cho cháu ăn ráng đi nghe em, Húp một chút cho nó tỉnh táo. Dứt lời bà tất tả quay gót, mẹ Hồng cũng vội chạy theo. Trong khoảnh khắc bà mơ, bưng tô cháo lên, hương vị thơm ngát, thoảng theo hơi nóng vẫn còn động bốc lên nhẹ nhẹ. Bà đem lại tận giường cho Hồng và bảo. Ăn đi con, ăn cho nóng. Mẹ rắc nhiều hồ tiêu lắm. Ăn xong toát mồ hôi rồi con đi tắm một cái cho tỉnh táo. Hay là hay là con ngồi lên bàn ăn cho nó thoải mái hồng gật đầu bước xuống giường trong khi hồng ngồi ăn cháo bà mẹ mừng rỡ pha nước đá chanh và mang trái cây ra cho hồng rồi bà ngồi bên cạnh kể chuyện hàng ngày diễn ra tại tiệm cơm tấm đa số là chuyện vớ vẩn mục đích chỉ cho hồng vui bà nhắc đến những ông khách thường trực lần nào cũng đến hỏi thăm hồng hồng vừa ăn vừa lau mồ hôi vã ra trên trán lâu lâu mỉm miệng cười theo câu chuyện của mẹ bà mơ kể cho qua thì giờ thôi Chờ Hồng ăn xong bát cháo, bà mới nhập đề vào câu chuyện chính. Mấy tháng nay mẹ biết con buồn, mẹ không có dám kể với con. Con ở Vũng Tàu về được hai hôm thì có một cái bà, bà người cũng trẻ trẻ, đi xe hơi tới quán nhà mình, đem theo cả bảo vệ, hai ba người gì đấy. Bà xưng bà là chị của thằng Toản. Hồng buột miệng kêu lên. Ô, chị Nhung. Bà mơ gật đầu. Chắc thế, mẹ không biết tên. Bà ấy đứng trước cửa quán chửi như tắc nước vào mặt mẹ. Bà ấy bảo, con bà mới nứt mắt ra rồi đi làm gái bao, moi bao nhiêu tiền của em tôi để bây giờ em tôi chết oan chết uổng, nó giết em tôi. Mẹ chả biết trả lời thế nào, chỉ cúi gầm mặt, xấu hổ với bao nhiêu người đang ăn trong quán con ạ. Hồng buông cái muỗng xuống bàn, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, bà mơ lại tiếp. Bà ấy dọa là hễ mà gặp lại con, bà ấy không để con yên đâu. Ấy. Hai ba đứa bảo vệ mặt cứ hầm hầm đứng bên cạnh mẹ là mẹ sợ quá. Nhưng rồi không thấy bà ấy trở lại nữa. Bà mơ mừng vì con gái mình hôm nay bắt đầu phục hồi lại cuộc sống như ngọn cây non lâu ngày thiếu nước vừa hồi sinh sau cơn mưa. Bà rục hồng. À, thôi bây giờ ăn xong rồi đi tắm một cái cho khỏe đi con hay là ăn thêm tí cháo nữa dưới nhà thấy còn nhiều lắm để mẹ xuống mẹ xin cho con nhịn lâu quá rồi ăn thêm tí nữa nhé hồng lắc đầu và đứng dậy thôi mẹ con no lắm rồi rồi hồng lấy quần áo đi vào buồng tắm từ hôm ấy quả nhiên hồng trở lại cuộc sống bình thường dĩ nhiên làm sao quên được sự mất mát quá lớn trong đời nàng nhưng cứ nghĩ đến mẹ bao nhiêu năm hy sinh vì con hồng cố gạt mọi đau buồn để đối diện với cuộc đời Bà mơ mừng lắm, mặc dầu chính bà cũng đang mang nỗi sầu sâu kín y như hồng, bởi vì mất toàn tức là mất cả một tương lai cho con bà. Bà đang hãnh diện vì con sắp vào đại học và bà tin là Hồng sẽ tốt nghiệp bởi con bà vừa thông minh vừa chăm chỉ. Bây giờ thì giấc mộng ấy hoàn toàn tiêu tan bởi bà không đủ khả năng tài tránh. Từ nay hai mẹ con chỉ còn bám lấy cái quán nhỏ này mà thôi. Hồng trở lại tiệm cơm tấm, bạn bè lần lượt kéo đến chia buồn trong đó có quyên là sốt sáng và thường xuyên nhất. Một hôm có người đàn ông từ phương xa tuổi khoảng 60, dáng dấp bệ vệ, đậu xe hơi bên kia đường rồi đi sang, tạt vô quán đòi gặp Hồng. Đó là ông trường bố của Toàn, từ Lâm Đồng vào. Lúc ấy khách không đông vì vừa sau đợt ăn sáng, Hồng đang dọn dẹp sau quầy, ngẩng lên nhìn thấy, nàng giật mình thẳng thốt và sực nhớ ngay đến chị Nhung của Toàn hồng không hiểu ông vào tìm hồng với mục đích gì nhưng dù mục đích gì thì nàng cũng phải chạy ra tiếp nàng quay sang nói nhỏ với bà mơ đang nhặt sạn trong mẹ gạo tấm mẹ ơi bố anh toản bà mơ sửng sốt nhổm người lên để nhìn cho rõ người đàn ông lạ vừa vào và đặt cái cặp da lên bàn biết toản đã gần hai năm hôm nay lần đầu tiên bà mới nhìn thấy ông trường đáng lẽ sắp là thông gia của bà bà lo âu nhớ đến con gái ông chị của Toàn hôm trước đến đây chửi bà như tát nước vào mặt mà bà đành lặng lẽ ngồi im. Trong xã hội Việt Nam ngày nay, những người thấp cổ bé miệng, hễ gặp ai có tiền là đều phải sợ vì pháp luật không đứng về phía người nghèo. Hồng ghé tai mẹ hỏi. Mẹ, mẹ cũng muốn ra gặp bác ấy một chút không? Bà mơ lắc đầu. Thôi, mày sang một mình đi, mẹ ăn mặc lôi thôi quá. Hồng đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi nhìn thoáng mình trong tấm gương nhỏ gắn trên vách bếp và bước nhanh ra khoanh tay cúi đầu nói à, con chào bác ạ à. à, 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 con mời bác ngồi tạm đây vừa nói hồng vừa ngượng ngập kéo chiếc ghế gỗ hồng ngượng là vì nàng biết tiệm của nàng quá bình dân không phải là chỗ cho ông trường có thể thường xuyên lui tới ông trường ngồi xuống hồng hỏi à, bác uống cà phê nhé Ờ, hay thôi, bác là chủ công ty sản xuất trà và cà phê, toàn là hàng cao cấp, con không dám mời bác để để con lấy nước ngọt vậy. Ông trường xua tay đáp, thôi khỏi cháu, cháu có khỏe không? cháu cháu ngồi xuống đi, bác hỏi thăm cháu một chút. Hồng thấy an lòng vì thái độ của ông trường rất thân thương, nghĩa là ông đến đây không phải để mắng trời Hồng như Nhung, con gái ông. Dù ông cản, Hồng vẫn quay vào bếp và rót tách nước trà bưng ra đặt trước mặt ông, rồi nói nhỏ. Con xin phép bác ạ. À? Và khép nép ngồi xuống cái ghế đối diện. Ông Trường nhấc cái cặp bỏ xuống chân. Ông nhìn Hồng, nhận ngay ra nét xanh sao chưa phục hồi của nàng. Ông thấy Hồng gầy sọp đi so với cái hôm ông gặp nàng lần đầu tại nhà ông trên Lâm Đồng. Ông nhắc lại, cháu có khỏe không? lời thăm hỏi ân cần của ông làm Hồng bật khóc vì nhớ lại hôm Toản đưa nàng lên cao nguyên gặp ông, chẳng những được ông nhanh chóng chấp thuận làm con dâu mà ông còn thuyết phục và vợ khó tính đừng ngăn cản cuộc tình của nàng và Toản. Hồng nghẹn ngào đáp: Thưa bác, con mới ra tiệm được một tuần ạ, gần bốn tháng nay con nằm liệt giường vì vì nhớ anh Toản. Ông trường ngậm ngùi bảo: Nếu thế thì con hiểu được nỗi đau của bác và gia đình bác như thế nào bởi toàn là đứa con trai duy nhất của bác hồng nhìn ông gật đầu mếu máo nói con biết con biết thưa bác một phần cũng lỗi tại con giá như hôm ấy con con dứt khoát không chịu đi ông trường nhíu mày ngắt lời thế hôm ấy toàn nó rủ cháu đi vũng tàu hay sao tự tự nhiên đi hay là có việc gì không Hồng Long nước mắt thành thật kể Thưa không ạ à, Anh Toán không có ý định đi Vũng Tàu Vì anh ấy không hề rủ con Nghĩa là Tụi con không có dự định trước Anh ấy đưa con đi Biên Hòa Rồi tiện đường anh ấy ra luôn Vũng Tàu Con bảo Có đi thì nhất định tối phải về Nhưng anh Toán bảo là Con mất công đi xa như thế này rồi Chả nhẽ lại về ngay Thành ra anh ấy thuê khách sạn Rồi ở lại thì bác thấy đấy chúng con đâu có mang hành lý gì đâu, có đem bộ quần áo nào đâu, uh, thuê hotel rồi anh toàn mới đưa con ra chợ mua uh, bàn chải đánh răng rồi bộ đồ pyjama, uh, cả quần tắm anh ấy cũng đâu có đem theo đâu ạ. ông trường lẩm bẩm thế thì đúng là cái xấu. ông trường nói câu ấy làm hồng chợt nhớ đến cô linh nhưng nàng không dám nhắc đến chuyện coi bói trước mặt ông trường hay đúng hơn là với bất cứ ai, bởi người ta sẽ nghĩ là nàng có số sát phu. Ông Trường lại hỏi, Thế nó bơi xa lắm mà cháu? Nó 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 lội giỏi lắm, mà chả hiểu tại sao lại kiệt sức không vào bờ được. Bác ngạc nhiên lắm, vì nó là huấn luyện viên thể dục thể thao mà cháu. Bác cứ nghĩ là chỉ có thể là vì bị vọt bẻ. Người ta kêu là, là chuột rút đó cháu, chân nó cứng lại không bơi được nữa. Hoặc là vì sóng lớn quá chăng Câu nói của ông Trường gợi lại trong trí hồng hình ảnh của Toàn hôn nàng trên bãi cát Trước khi lao xuống nước Có ngờ đâu Đó là nụ hôn vĩnh biển Nàng sượt sồi nói Thưa bác Cái hôm mới đến á Anh ấy cũng bơi xa như vậy Con sợ lắm Con bảo là anh nên bơi gần thôi Nhưng mà anh Toàn nói là gần bờ thì nước nó không sạch Anh ấy phải bơi thật xa Nước biển nó mới trong lành Hôm sau trước khi về Anh ấy lại đòi bơi một chuyến nữa Anh ấy bảo với con là Lâu lâu mới ra Vũng Tàu một một lần Anh bơi độ Hai tiếng rồi Mình trả phòng khách sạn và về Rồi con ngồi trên bờ chờ Chờ mãi Chờ mãi mà không thấy anh ấy trở lại Rồi mưa ập đến Cơn mưa to lắm Mệt mù con không còn nhìn thấy gì nữa Con chạy vào khách sạn Nhờ người ta gọi đội cấp cứu nhưng mà chắc mưa to quá, họ họ không tìm thấy anh ấy. Tất cả những điều Hồng kể, ông Trường cũng đã nghe nhân viên khách sạn và cảnh sát ngoài Vũng Tàu tường thuật một cách tổng quát. Nhưng hôm nay ông muốn nghe chính Hồng kể lại. Mắt nhìn mông lung ra tường, ông Trường lơ đãng bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống, không uống. Một lúc sau, ông trầm ngâm nói. Bác gái với lại con Nhung, chị thằng Toản, từ hôm đó đến giờ cứ ôm nhau mà khóc Chả thiết làm ăn gì nữa cả Hồng Long nước mắt thành thật bảo ông Trường Anh Toản không những là người yêu của con Mà anh ấy còn là thầy con Là ân nhân của con Nhờ anh Toản dạy kèm Con mới tốt nghiệp phổ thông Và thi đậu vào đại học Con chịu ơn anh ấy nhiều lắm Anh ấy dự định tổ chức đám cưới rồi nuôi con đi học mà ra cảnh con thì hôm nay bác thấy rồi đó Không đủ điều kiện cho con vào đại học Thành ra Anh Toán ra đi là Sự mất mát quá lớn đối với con Ông Trường đưa mắt nhìn quanh quán cơm của mẹ con Hồng và hỏi Thế Thế buôn bán kiểu này Không đủ sống hay sao cháu Hồng quay đầu vào mếp Nhìn mẹ rồi nói Dạ Cảm ơn bác hỏi thăm Kể ra thì cũng đủ ạ, thu nhập không đến nỗi tệ, ờ, chỉ có tiền thuê mặt bằng nó đắt quá, thành ra làm được bao nhiêu thì nạp cho chủ nhà gần hết. ông trường lại bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống. hồng bảo, à, thôi để con lấy ly khác cho bác, cái ly này nguội quá rồi, trà phải uống nóng nó mới ngon. ông trường giơ tay ngăn lại, thôi thôi khỏi cháu, bác không khát. hồng sực nghĩ ra một điều là chắc ông trường đến đây gặp nàng không phải để nói chuyện vu vơ mất thì giờ của ông. Có thể ông mang một chủ đích nào đó nên hồng hỏi. Ờ, thế bác ghé thăm con có việc gì không hả bác? Ông Trường cười buồn đáp. Thật ra thì không có việc gì quan trọng. Bác nghe nói con Nhung nó lại đây gây chuyện với cháu. Cho nên bác đến để xin lỗi cháu. Cháu cũng thông cảm. Từ hôm thằng Toàn mất, con Nhung như người mất hồn. Không còn Thiết làm ăn gì nữa Bác phải để bác gái ở lại Trong non cơ sở trên Lâm Đồng Còn bác ấy, là đích thân Vào đây để điều hành công ty trong này Hồng Than Thội nghiệp chị Nhung Lúc chị ấy đến đây thì chỉ có một mình Mẹ con thôi Còn con thì vẫn nằm nhà Sau này thì con mới nghe mẹ con kể lại Ông Trường thở mạnh rồi bảo Thôi thế bây giờ bác về Bác không dám hứa gì với cháu nhưng nếu cháu cần gì, cháu cứ liên hệ với bác, bác giúp được thì bác sẽ giúp ngay. Từ lúc đến đây, ông đã có ý định sẽ trợ cấp cho Hồng để hoàn tất đại học như mộng ước của nàng, nhưng ông thấy không được, vì sẽ bị hiểu lầm như một đại gia mê gái trẻ. Ông tìm được cách khác là bố trí cho Hồng một công việc trong công ty của ông với mức lương cao, nhưng lại cũng không được vì Nhung, con gái ông, chắc chắn sẽ phản đối. Ông đành thở dài bỏ cuộc. Ông sách cặp đứng dậy thì Hồng nói. Oh, bác, uh, bác chờ con một chút ạ. Ông Trường lại ngồi xuống. Hồng tiếp. Dạ, con, con còn giữ một vài thứ của anh Toản. Hôm xảy ra tai nạn ngoài Vũng Tàu, con, con gom tất cả mọi thứ của anh ấy. Con bỏ vào trong cái thùng <laughs> con mang về nhà. Bộ quần áo, rồi đôi giày, cái bóp, điện thoại di động, chùm chìa khóa. Một sấp tiền mình với lại một sấp tiền đô la Mỹ con không có đếm nhưng mà con thấy cũng khá nhiều lúc lúc công an đến thẩm vấn con về cái chết của anh toản con sợ là để lại những thứ này thì hoặc là nhân viên khách sạn hoặc là công an sẽ lấy mất cho nên con mang về hết con bỏ vào trong một cái thùng giấy con con dán kỹ lại rồi bây giờ con con gửi bác ạ à. ông trường cảm động nhìn hồng nói bác cảm ơn cháu hồng lại phân trần thêm thật ra thì con định đem lại đưa cho chị nhung nhưng con biết là chị vẫn đang giận con nên thôi con tạm thời con giữ lại may quá hôm nay bác đến ạ ông trường gật đầu ừ con con, con đưa đây cho bác hồng cười à, dạ bác bác chờ con con phải chạy về nhà lấy ạ con đâu có để ở đây ạ ông trường nhanh nhẹn nói thôi thế thì để bác đưa con về hồng lắc đầu cười ngượng ngập à, nhà con nhà con ở trong hẻm nó nhỏ lắm ô tô vào không có được ạ ông trường thấy ngần ngại khi phải ngồi một mình trong cái quán bình dân này nên ông nói thôi bác cứ chở cháu về đi rồi bác đậu ở ngoài đường lớn cũng được chờ cháu đi vào nhà lấy hồng gật đầu vâng vâng thế cũng được ạ hồng chạy nhanh vào bếp nói với mẹ vài tiếng rồi theo ông trường ra xe ông bảo cháu nhớ nói với mẹ cháu là bác gửi lời thăm hai người băng qua đường ông trường mở cửa xe cho hồng rồi mới vòng qua phía tay trái Chuyện ấy rất bình thường nhưng làm Hồng bồi hồi xúc động, nhớ đến toàn lần nào đón Hồng cũng làm y như vậy. Chui vào xe, Hồng lại càng nôn nóng muốn rơi lệ vì đây là chiếc Toyota mà Toàn vẫn thường chở nàng. Ông Trường nhắc Hồng cài dây an toàn, rồi nổ máy và cho bánh lăn đi. Ông Trường đỗ xe ở ngã ba, dưới một tàn cây để Hồng chạy vào hẻm. Nàng lên gác bồi hồi ôm cái thùng mì gói để những kỷ vật cuối cùng của Toàn mang ra cho ông trường ngồi trong xe ông trường mở thùng ra nhìn những kỷ vật ấy hồng không cầm được nước mắt ông trường cầm sấp tiền thấy khá nhiều cả đô la mỹ ông càng thấy hồng là người thành thật không tham lam thấy hồng sụt sùi khóc ông đại nắp thùng lại bỏ ra băng sau rồi nói bây giờ bác đưa cháu trở lại quán hồng lấy khăn thấm nước mắt khẽ gật đầu Hồng xuống xe trước cửa tiệm đã thấy Quyên đứng trong quầy bếp đang nói chuyện với bà Mơ. Cả tuần nay Quyên mừng lắm vì Hồng đã trở lại bình thường, dường như đang quên dần câu chuyện buồn trên bãi biển Vũng Tàu, thấy Hồng, Quyên chạy ra cửa đón và hỏi: "Bố anh toàn đến tìm mày à? Có việc gì không?" Hồng kéo tay Quyên vào quán, ngồi ở cái bàn sát trong bếp, bà Mơ cũng tò mò bỏ dở công việc lên tham gia câu chuyện, bà nhắc lại câu hỏi của Quyên. Ông ấy tìm con có việc gì không con Từ Lâm Đồng mà vào đây Thì chắc là phải có việc quan trọng Từ lúc ông ấy vào quán mẹ hồi hộp quá Hồng trả lời ngay để chấn an mẹ Không mẹ Bác Trường đến uh, xin lỗi mẹ về với con Về cái việc mà mà chị Nhung Chị anh anh Toàn đến đây gây sự với mẹ đó Bà mơ chố mắt nhìn Hồng ngạc nhiên Ô thế à Ô thế, thế, thế hóa ra ông ấy là người tử tế à Hồng hài lòng bảo May quá là bác đến đây còn trả tất cả những thứ mà con còn giữ của anh Toản Khỏi mất công mang lại công ty của chị Nhung Bà Mơ an lòng đứng dậy vào bếp Nhà hàng chỉ có bán một món là cơm tấm Mà lúc nào cũng bận vì nhiều việc lát nhát mất thì giờ nhất là nhặt sạn trong gạo tấm Rồi làm mỡ hành à, Chiên tàu hổ kia Giang thính trộn vào bì cho thơm Dán mỡ để lấy tóp mỡ Rồi phi tỏi Trưng chả cua với trứng ngâm củ cải và cà rốt để làm đồ chua và sau cùng là pha nước mắm cơm ngon đến đâu mà nước mắm pha dở thì cũng đành vứt đi hai mẹ con cố gắng thu hút thêm khách đưa thương vụ lên vì hồng từ nay không còn đi học nữa làm giàu thì chắc chắn còn lâu lắm mới giàu được trước mắt chỉ cần đủ ăn và đủ tiền mướn mặt bằng là mừng rồi vùng này toàn khách bình dân lao động khó có thể tăng giá cơm lên được Bà mơ vào bếp rồi Hồng quay sang Quyên hỏi Ơ, à, Mày ăn uống gì chưa? Có muốn làm một đĩa cơm tấm đặc biệt uh, tao bao? Quyên cười đáp Có lần nào tao ăn mà mày lấy tiền của tao đâu Giết rồi tao cũng ngại Không dám ăn nữa Vì càng ăn nữa thì càng nợ mày Nhưng bữa nay tao ghé mày á là để mời mày tuần tới dự sinh nhật của tao Không có mày là không được đâu nhé Mắt Hồng thoáng buồn Nàng hạ giọng nói nhỏ Ta ngại quá, ta chả muốn đi đâu hết bà mơ từ trong bếp cầm con dao nhỏ bước ra lúc nãy bà đã nghe quyên ngỏ ý và bà tha thiết mong quyên đưa con bà đi họp mặt cho khuây khỏa bà bảo hồng con nên đi đi gặp lại bạn bè mấy tháng nay rồi ai cũng hỏi thăm con hết với lại tiệc của ai thì bỏ chứ sinh nhật của con quyên thì đâu có bỏ được đâu con hồng yên lặng thở dài nàng biết mẹ mình rất quý quyên vì suốt thời gian hồng nằm liệt giường quyên là người thường trực đến đây phụ giúp bà còn một lý do nữa mà bà muốn Hồng gắn bó với Quyên, vì bố Quyên là trung tá cảnh sát. Bà chẳng biết ông giữ chức vụ gì nhưng cấp bậc như thế cũng đã là lớn rồi, biết đâu chẳng có lúc phải nhờ cậy. Huống chi bà còn mong Hồng vui chơi với bạn bè để quên nỗi buồn hiện tại, Quyên lại thuyết phục thêm. Tại vì năm nay tao tổ chức mừng sinh nhật, bố mẹ tao ủng hộ ngay là vì nhân dịp muốn mừng tao trúng tuyển vào đại học mai kia nhập học rồi đâu có thời gian đâu mà vui chơi nữa hồng cười chen vào <cười> chưa kể là anh hải mày mê nhảy đầm nên càng ủng hộ tối đa chứ gì thôi được rồi tao sẽ đến để chúc mừng mày quên mừng rỡ quàng cánh tay qua vai hồng và nói ừ, tao sẽ báo với mấy đứa trong bạn cùng lớp á, cho chúng nó mừng tao không mời được mày á, thì chúng nó chửi tao chết tao sẽ bảo với con phương là lại đón mày vì nhà nó gần nhà mày ha rồi Quyên cầm bóp đứng dậy chào bà Mơ và thơ thới hân hoan ra về Sinh nhật của Quyên năm nay 20 tuổi được tổ chức khá đặc biệt Hải, anh của Quyên thuê hẳn một tầng của nhà hàng sang trọng Bao gồm luôn thức ăn nhẹ, nhà hàng làm sẵn Hải đem ban nhạc sống và mướn cả ca sĩ đến biểu diễn Mặc dầu tổng số khách chỉ có khoảng 40 người, nữ nhiều hơn nam Hải cần ban nhạc vì Hải rất mê nhảy đầm Hải năm nay 25, học hành giang dở, nhưng vì bố có tiền và có quyền nên Hải không phải bận tâm nhiều về cuộc sống. Tuy không phải là loại thanh niên ăn chơi phóng đãng nhưng Hải thích được mọi người khen là đào hoa nên không gắn bó hẳn với một cô nào mà chỉ thích nay cặp người này, mai bổ người khác. Giấc mới Hải cũng dễ dàng đạt được nhờ tướng tá bảnh bao và sẵn tiền trong túi. Có đến ba con bạn của Quyên đã từng ngủ với Hải và rồi đều bị Hải buông hết để tiếp tục theo đuổi những người khác. Đêm nay, đám bạn của Hải đòi đến khá đông vì biết trước sẽ gặp rất nhiều nữ sinh bạn của Quyên, nhưng Hải giới hạn bớt chỉ lựa vài thằng rất thân, ngày ngày vẫn cùng Hải rong chơi mà thôi. Từ mấy hôm trước, Quyên đã dặn Hải: "Em rủ được con Hồng rồi đấy. Em nhờ con Phương lại đón nó rồi tan tiệc á thì đưa nó về. Chuyện người yêu của con Hồng mới chết thì anh biết rồi đó." nó nể lắm nó mới đến dự tiệc của em uhm, em biết lúc đó em sẽ lưu bu lắm anh lo dùm con hồng nhé nhưng mà tuyệt đối không chia buồn không nhắc gì đến chuyện buồn của nó và nhất là anh không được dê nó đâu đấy hải phi cười bảo <cười> sao mày biết là tao sẽ dê nó tao có bao giờ để ý đến nó đâu nếu muốn dê tao đã dê lâu rồi quyên lườm hải và nói <laughs> bạn em ai mà anh chả dê hải cười hề hề và nói nhưng mày bảo tao là lo cho nó mà mày lại cấm tao dê thì tao lo cái gì đối với con gái lo tức là dê chứ còn là cái gì nữa quyên đập vào vai hải và nhấn mạnh người yêu của nó chết chưa đầy nửa năm mẹ nó nhờ em rủ nó đi chơi họ mặn bạn bè cho nó quên đi anh hiểu ý em chưa em không muốn nó ngồi thu thủi một mình với lại em biết tính nó không có dễ gì mà quên được người yêu cũ đâu ít lắm thì cũng phải một thời gian nữa anh nè, à, anh đừng có chỗ mòi, làm cười, làm trò cười cho thiên hạ, làm em xấu hổ lắm đó. Hải gật đầu cười nói đùa. Thôi được rồi, <laughs> tao sẽ làm theo ý mày, tao chờ nó để ta người yêu nó đủ một năm rồi tao mới dây. Buổi tối, lúc Hồng xuất hiện, bạn bè đều đã hiện diện đông đủ, khói thuốc bốc lên nghi ngút. Hồng có thói quen, đã hẹn thì không muốn đến trễ, nhưng tại Phương đến đón muộn. Hồng đã mặc quần áo xong, cứ đứng lóng ngóng chờ trước cửa. Lúc Hồng và Phương bước vào, cả phòng đều đổ dồn lại nhìn Hồng và ân cần hỏi thăm, vì ai cũng biết Hồng quá mệt mỏi mấy tháng nay chưa lên cân lại. Hồng mặc bộ đồ toàn mua mà nàng chỉ mới mặc một lần khi lên Lâm Đồng, đơn giản thôi, quần tây, sơ mi trắng khoác ngoài cái jacket mùa hè màu xanh nước biển. Chẳng phải Hồng đẹp nhất đêm nay, nhưng ai cũng tò mò muốn nhìn lại nàng sau khi toàn mất Quyên chạy ra đón hớn hở dẫn Hồng vào ngồi bàn chung với Quyên và Hải. Phương phân trần với Quyên. Trời ơi, tụi tao tới trễ là vì bà già bắt tao chở bà tới nhà người quen rồi mới vòng lại đón con Hồng đó. Thực ra thì không phải vậy. Tại Phương người mập tròn, mặc đồ rất khó. Cô cứ thay hết cái này tới cái khác mà non trong gương, bộ nào cũng không hài lòng. Má Phương nhìn con gái bực mình nói. Ôi giời, mập là do người chứ không phải là do đồ đâu. Sao mày mà cứ thử tới thử lui hoài vậy? giáng nó nhìn ăn cho nó ốm bớt. Cuối cùng thì Phương đành mặc váy đầm màu đen, là màu mà cô cũng biết là không thích hợp cho một buổi tiệc vui. Quyên bảo Phương ngồi cùng bàn với Hồng để khi tàn tiệc thì đưa Hồng về. Ngoài ra, bàn của Hồng còn một chiếc ghế trống dành cho Khải, người yêu của Quyên. Khải đánh guitar trong ban nhạc nên không ngồi với Quyên được. Trên sân khấu thấp, ban nhạc đang hòa tấu bản nhạc nhẹ ban nhạc có bốn ông thì ba ông vừa đánh đàn vừa ngậm điếu thuốc trên môi vài cặp đang ôm nhau khiêu vũ ăn buffet mạnh ai nấy lấy nên chẳng cần ai phải chờ ai hải nhìn hồng đăm đăm thấy rõ những thay đổi ở hồng sau gần hai năm không gặp nhau ngày trước hải hoàn toàn không chú ý đến hồng vì hồng không có cái bề ngoài nổi bật hồng chỉ mới lên giá và lột xác từ ngày cặp với toàn mà thôi hải dịu dàng nói Hồng thay đổi nhiều quá, ra anh gặp ngoài đường chắc anh không nhận ra. Hồng trao gói quà cho Quyên rồi cười bảo Hải. Nhưng có một điều em chắc là em không thay đổi, ờ, là em em vẫn nhà quê như xưa. Phương bĩu môi nói. Tao cũng muốn được cái nhà quê như mày đây này. Hải lại quầy lấy đĩa thức ăn mang về cho Hồng và bảo anh chẳng biết em thích thứ gì thành ra mỗi thứ anh lấy một ít, chỉ có điều là tiệc hôm nay không có cơm tấm. Hồng phì cười vì lối pha trò của Hải khá có duyên. Nàng có gặp Hải một hai lần khi đến nhà Quyên, nhưng chỉ thăm hỏi vài câu xã giao, chứ chưa bao giờ ngồi bên cạnh nói chuyện như hôm nay. Nàng bảo, Cảm ơn anh, may cho anh đấy. Anh mà lấy cơm tấm cho em thì chắc em bỏ về ngay, vì em ăn cơm tấm cũng mấy chục năm rồi, em ngán quá. Quyên rục Hồng cầm muỗng nĩa trong khi Hải đứng dậy đi lấy nước cho Hồng. Hồng nhìn đĩa thức ăn Hải vừa lấy tuy đơn giản nhưng khá đẹp mắt chả giò tôm cua cuộn nhỏ như ngón tay sôi gốc chả quế và mấy cái bánh phồng tôm nói chung toàn là những thứ mồi nhậu hấp dẫn hải bưng cốc nước lại trao cho hồng hồng đang khát nên uống ngay một hớp lớn rồi nhăn mặt hỏi hải à, cái nước gì thế này anh hải hải giải thích chỉ có tiệc sinh nhật mới có thứ này em cứ uống đi vừa giúp em ăn ngon mà lại vừa giúp em, em lên tinh thần Hồng nâng ly uống thêm hấp nữa rồi nhắc lại à, Nhưng mà nước gì mới được chứ Lỡ anh bỏ thuốc độc vào thì sao Quyên vừa ăn vừa giải thích Mày không uống được rượu thì anh hải lấy Coca Cola pha một chút cô nhắc vào Tuy là rượu cô nhắc của Tây Nhưng là loại XO Tức là rượu cao cấp Uống vào êm lắm không say Bữa nay sinh nhật tao Chứ ngày thường mày muốn uống cũng không có được đâu Hồi đó tao không có biết uống bây giờ thấy uống kiểu này vừa thơm mà vừa ngon quyên nói đúng những chai rượu xo gồm đủ các thương hiệu nổi tiếng như mặc ten hennessy hoặc cuộc voisier đều là quà tặng người ta trân trọng mang đến biếu ông trung tá công an bố của hải và quyên chứ hải đâu có đủ can đảm bỏ tiền túi ra mua hôm nay sinh nhật quyên hải xin bố hai chai vác lại đây để mời bạn bè cho nổi đình nổi đám Hồng gật đầu đồng ý Nâng cao ly rượu Đưa ra trước mặt Quyên và xúc động nói Quyên Chưa cũng ly chúc mừng sinh nhật mày Chúc mày lúc nào cũng trẻ Cũng đẹp và nhất là Lúc nào cũng yêu thương tao như mấy tháng vừa rồi Cả bàn cùng nâng ly Tiếng thủy tinh chạm vào nhau kêu lên canh cách Quyên mũi lòng đặt đi ôm lấy Hồng Hồng nói nhỏ vào tai Quyên Cảm ơn mày đến quán phụ với mẹ tao Quyên chớp mắt gật đầu không đáp Hơi men thấm nhanh vào cơ thể Hồng thấy lâng lâng yêu đời nói cười luôn miệng khiến quyên cũng phải ngạc nhiên và hết sức vui mừng quyên sợ nhất là hồng đến dự tiệc rồi nhớ người yêu khóc bù lu bù loa lên thì không khí mất vui mà bạn bè cũng không biết xử sự dự thế nào may quá hồng hòa nhập với mọi người một cách thật đầm ấm trên sân khấu người yêu của quyên vừa gõ vào mi cô mấy cái để mọi người chú ý rồi khải nói Bây giờ Khải uh, xin hát bài Trái tim không ngủ yên để tặng Quyên. Bạn bè vỗ tay và hò hét vang dậy. Quyên ngồi yên lặng nghe, ánh mắt rạng rỡ nhìn lên sân khấu. Nhiều cặp rủ nhau ra sàn nhảy vì điệu xì lô mùi mẫn. Hải đứng dậy, khẽ khom người nói nhỏ với Hồng. Anh mời em khiêu vũ. Hồng lắc đầu cười. <cười> em có biết nhảy bao giờ đâu. À, anh mời người khác đi. Hải kiên nhẫn thuyết phục không cần phải biết. Nhảy biểu diễn mới cần giỏi. Em cứ ra sàn nhảy với anh. Anh sẽ xỉu em. Quyên quay sang dục hồng. Cứ ra nhảy với anh Hải đi. Xì sì lô cần gì biết. Cứ đứng ra nhún nhún một chút là được rồi. Nể lời Quyên hồng theo Hải gia nhập với đám đông trong điệu nhạc thật quyến rũ. Nàng đứng cười nhiều hơn nhảy. Hết bản nhạc Hải đưa Hồng về chỗ cũ Hồng bảo Quyên Tao, tao sắp hư rồi Trời ơi, lần đầu tiên uống rượu <laughs> Rồi nhảy đầm <laughs> Quyên cãi lại Nhảy đầm mà mày bảo hư làm sao Hồng bưng ly nước uống một ngụm lớn rồi đáp Thì tại tao nhà quê Hải cầm chai mặc ten đã cạn một nửa rót thêm vào ly của Hồng Hồng xua tay cản lại Nhưng Hải vẫn cứ rót Hải thì dĩ nhiên không uống rượu pha Hải nâng cái cốc nhỏ rượu nguyên chất Vừa rót gần đầy đưa ra trước mặt Hồng và nói cảm ơn người đẹp. Em thấy không? Khiêu vũ có khó khăn gì đâu. Hồng cũng nâng ly và cùng uống với Hải. Rồi Hồng đặt ly và vui vẻ bảo. Anh Hải à, em ngồi đây với Quyên một mình được rồi. Anh có cần gặp gỡ cô nào thì cứ việc tự nhiên. Đừng có bận tâm đến em. Tiệc hôm nay em vui lắm. Mà Hồng vui thật, gặp ai cũng nói cười thoải mái, cố che giấu nỗi sầu sâu kín trong lòng để không làm hỏng bữa tiệc của Quyên. Nàng không ngờ mình uống nhiều rượu như vậy, tuy chỉ là rượu pha nước ngọt, liều lượng không đáng kể, nhưng với một người chưa uống bao giờ thì như vậy cũng là nhiều lắm rồi. Trên sân khấu, bạn bè vừa đẩy Phương lên hát bài dã từ dĩ vãng, Hải lại kéo tay Hồng mời ra sàn nhảy. Hồng cười ngần ngại nhưng Hải cứ lôi ra và bảo: "Em ra với anh cho con quên nó vui. Nó bận thằng kép của nó nên nó mới giao em cho anh." anh lơ là với em nó sẽ cằn nhằn anh chưa biết đến bao giờ mới hết thôi thế là hồng lại theo hải ra thực tập điệu xì lô điệu nhạc mà hải thích nhất bởi được ôm sát các cô trong cánh tay hết bài hát hai người đứng lại vỗ tay khen ngợi phương phương từ sân khấu hớn nở bước xuống và bảo hồng ê chừng nào muốn về nói tao nha mày hải vội gạt đi cuộc vui mới bắt đầu sao lại nói chuyện về hồng quay sang khen phương hát hay rồi trở lại bàn hải lấy ly nước mới cho hồng lần này là seven up pha với hennessy xo trông đẹp mắt hơn hồng đỡ lấy uống một ngụm lớn và thấy rõ là ngon hơn coca không biết rượu nóng hay trời nóng làm nàng oi bức phải cởi luôn jacket máng lên thành ghế một lúc sau hồng vào washroom đứng nhìn mình trong tấm gương lớn nàng thấy mắt mình mờ hẳn đi, nhìn một hóa hai và mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán và trên cổ. Một cô bạn cũng vừa đẩy cửa bước vào, Hồng gượng cười bảo. À, không ngờ hôm nay, ta uống rượu nhiều quá. Ồ, con quyên hại tao. Con bạn cùng lớp lạnh lùng nhìn Hồng không nói, đó là Trang, người yêu cũ của Hải, mới bị Hải bỏ rơi mấy tháng nay. Trong phòng tiệc hôm nay, chẳng phải chỉ riêng mình Trang, ít lắm cũng có đến ba cô từng lên giường với Hải, rồi sau đó Hải chia tay. Nhưng Trang là người cuối cùng nên giờ này vẫn còn đau xót, luyến lưu. Từ lúc Hồng bước vào, Trang đã ngứa mắt theo dõi Hồng và Hải thân mật bên nhau, muốn chửi một câu mà chưa có dịp thì may quá tình cờ gặp riêng Hồng và chính Hồng gợi chuyện. Trang hầm hầm nói, Hồi nào tới giờ tao cứ tưởng mày là đứa nghiêm túc, té ra còn cả trớn hơn tao nữa. Người yêu mới chết có mấy tháng đã nhào vào anh Hải. Hồng chố mắt nhìn Trang. Dù đang nửa tỉnh nửa say mà Hồng vẫn thấy uất nghẹn trong lòng. Bởi Hồng chưa bao giờ để ý đến loại đàn ông lêu lỏng như Hải. Dưới mắt nàng, Hải không đáng sách dép cho Toàn. Chẳng qua vì Hải là anh của Quyên nên Hồng mới phải giữ thái độ thân thiện cho vui bữa tiệc sinh nhật của bạn mình mà thôi. Và bây giờ bị Trang mạt sát, Hồng cũng vẫn phải nhịn bởi không muốn gây gỗ hoặc phân trần vì sợ làm Quyên buồn. Trang nói xong mở cửa buồng toilet bước vô và giận dữ đóng sập cửa lại. Hồng lào đảo bước ra trở lại chỗ cũ. Đám bạn đang gieo hò vang dội sau khi Quyên cắt bánh sinh nhật. Cái bánh tròn ba tầng nhà hàng tặng cho Quyên. Họ tặng chẳng phải vì yêu thương Quyên mà vì nể ông bố của nàng. Những chai champagne vội vã khui ra nổ lốp bốp hòa lẫn trong tiếng hát đồng ca bài Happy Birthday. Hải bưng đĩa bánh và ly champagne đến cho Hồng. Trên sân khấu, người yêu của Quyên tay cầm micro tay nâng ly rượu nói lớn. Xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly. Chúc mừng sinh nhật của Lệ Quyên. Nâng ly nhưng phải uống cạn. Nào tôi đếm nghe. Không? One, two, three. Mọi người lại gieo hò rồi nhất loạt làm theo lời Khải. Hồng không từ chối được, cũng uống gần hết ly champagne Hải mới trao cho nàng. Giữa tiếng nhạc rộn rã và tiếng cười đùa của bằng hữu Hồng cầm ly rượu xoay xoay trong tay, bỗng dưng nước mắt trào ra vì nhớ đến Toản. Người xưa thường bảo uống rượu tiêu sầu, nhưng Hồng thấy rõ, càng uống càng buồn hơn. Nàng nhướng mắt nhìn vào ly champagne, màu vàng óng ánh chỉ còn khoảng một phần ba và lần đầu tiên nàng hiểu hết ý nghĩa của hai câu thơ thoáng hiện em về trong đáy cốc nói cười như chuyện một đêm mơ thấy mặt hồng buồn hải ân cần hỏi sinh nhật của em là ngày nào hồng cười hỏi lại <cười> anh hỏi để làm gì em em chả tổ chức tiệc sinh nhật bao giờ vừa nói hồng vừa nhìn lên sân khấu quyên đứng bên cạnh khải khải buông đàn cầm cái muỗng nhỏ múc bánh cho quyên ăn Cảnh tượng ấy làm Hồng bỗng dưng lại trào nước mắt nhớ đến Toản. Đầu óc nàng quay cuồng rồi bất chợt gục xuống bàn, làm đổ luôn ly nước trước mặt. Bạn bè chung quanh vẫn reo hò gõ muỗng hối thúc, khải và quyên hôn nhau như trong ngày cưới. Lúc ấy bên cạnh Hồng chỉ có mình hải, vì mọi người đều chạy ra sàn nhảy, đứng súng đầy trước sân khấu để vui với Quyên. Hải chạy lên nói nhỏ với Quyên, Quyên ghé tay, bảo Hải. Tại anh đó, anh cho nó uống nhiều quá Nó say rồi Nó ngồi không đau không có được đâu Thôi anh đưa nó về hộ đi Anh còn nhớ nhà nó không Quyên muốn xuống cảm ơn và tiễn chân Hồng Nhưng lại sợ làm bạn bè mất vui Vì có đứa sẽ nhân dịp Hồng về Cũng về theo luôn Cho nên Quyên nhờ Hải lặng lẽ đưa Hồng ra cửa Hải dĩ nhiên gật đầu ngay và nói Ừ để tao chở nó về Nhà nó vẫn ở cái hẻm gì đó phải không Ta, ta ta không nhớ tên đường nhưng mà tao nhớ nhà nó vì um, có đưa mày đến đó hai ba lần. Trong tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười đùa của bạn bè, Hải lấy jacket mặc vào cho Hồng rồi dìu Hồng đứng dậy. Nàng tựa sát vào người Hải lạng quạng bước ra cửa, cũng may nhờ Hải đến sớm nên có chỗ đậu xe hơi ngay trước cửa nhà hàng. Hải mở khóa cửa dìu Hồng vào chỗ ngồi, buộc dây an toàn cẩn thận cho nàng rồi mới vòng sang bên kia chui vào nổ máy phóng đi hồng say quá không biết gì nữa đầu ngả nghiêng lắc lư có lúc tự hẳn sang vai hải hơi thở nàng dồn dập chiếc áo khoác không cài nút ngực hồng nhấp nhô lên xuống sau lớp vải trắng sơ mi mỏng làm hải thấy dạo rực thèm khát hải cũng đã ngà ngà say nên thay vì đưa hồng về hải quẹo xe lái thẳng về nhà mình căn nhà nhỏ mà ông bố cho quyên và hải dọn vào mấy năm nay Giờ này nhà không có ai, đem Hồng về là rất tiện. Bằng kinh nghiệm của mấy năm qua, bằng sự chủ quan và tự tin có sẵn trong đầu, Hải thấy rõ đêm nay ở bàn tiệc, Hồng rất có cảm tình với Hải, nhất là lúc này tâm hồn nàng đang trống vắng. Tin như thế, Hải càng mạnh dạn đưa Hồng về nhà mình. Tới trước cửa Hải đỗ xe rồi dìu Hồng vào. Hồng mơ mơ màng màng không biết mình ở đâu, cứ ôm chặt lấy cánh tay Hải vì sợ té. Nàng hỏi: à thì có vui không anh à, em chưa say nhưng mà mệt quá Hải biết là Hồng đang nói làm nhảm trong cơn say làm Hải càng phấn khởi Hồng chưa tỉnh thì rất dễ cho Hải lợi dụng Hải mở cửa bật đèn rồi bế Hồng vào đặt trên giường và nhẹ nhàng nói em nằm nghỉ một chút là hết mệt ngay Hồng nằm ngửa giang rộng hai cánh tay và nhắm mắt lại Hải tháo giày cho Hồng rồi nhẹ nhàng leo lên nằm bên cạnh Chuyện này thì Hải đã từng áp dụng với vài cô gái khác. Cứ rủ họ đi party, thi, cho uống say là đạt được mục tiêu. Chưa có chuyện gì xảy ra với Hải. Bởi đàn bà con gái Việt Nam thường xấu hổ nên ngại tố cáo. Huống chi, Hải lại có cái thế mạnh là con một trung tá công an. Chẳng ai muốn đụng đến. Hải quàng cánh tay qua ôm lấy Hồng. Nhưng chưa kịp gợi chuyện thì Hồng đã ngủ thiếp đi. Hơi thở đều đặn. Hải vội vói tay tắt đèn căn phòng trở nên mờ tối chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đèn ngoài đường chiếu qua tấm màn cửa hải run run cởi nốt áo hồng nàng vẫn không biết gì đến phút này thì cơn cuồng nhiệt trong lòng hải không kìm hãm được nữa hải cởi luôn quần ngoài quần trong của hồng hồng co người ú ớ nói vài lời mà hải không hiểu rõ chỉ đoán là nàng than lạnh quá hải liền leo lên đè trên người hồng hồng nửa tỉnh nửa mê ôm lấy hải làm Hải cực kỳ sung sướng vì tưởng Hồng đồng ý. Hồng vẫn mê man, thì thầm như người đang ngủ mơ. Anh, anh còn giận em nữa không? Từ nay, từ nay đừng bỏ em đi đâu nữa nha anh. Em, em cô đơn lắm. Hải ngỡ Hồng nói chuyện với mình nên cuốn quyết cởi quần áo và cuồng nhiệt nói. Từ nay lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Hồng lại nằm yên không nói gì nữa. Cho đến khi Hải chính thức nhập cuộc, Bắt đầu chuyện mây mưa, thì Hồng mới bừng tỉnh cơn say, kêu rú lên và gắng hết sức đẩy Hải ra. Nhưng Hải không ngừng được nữa, Hồng gào thét lên. À, anh Hải, buông ra, anh Hải ơi, đừng làm gì, đừng làm đi buông, buông ra, anh làm gì thế? Lời chống đối của Hồng giờ phút này đã biến thành lời mời gọi, Hồng cố gắng vùng vẫy và thét lên. À, buông tôi ra, anh là thằng khốn nạn, buông tôi ra, ai cứu tôi với, đồ khốn nạn. Hải cứ ôm ghì lấy như điên dại, mặc cho Hồng gào thét chống đối và chửi rủa. Mấy phút sau, thỏa mãn rồi, Hải mới lật người nằm ngửa bên cạnh Hồng, từ từ kéo quần lên và thở hồn hển. Hồng cũng kéo vội tấm chăn, đắp ngang người rồi thút thít khóc. Thôi, tôi không ngờ anh chó má như vậy. Mẹ ơi, sao con khổ thế này? Hải bình thản ngồi lên và nói. Thôi mặc quần áo và anh đưa về Hồng uể oải mặc quần áo và ấm ướt ngồi khóc ở đầu giường Hải phải dục hai ba lần rồi nắm cánh tay Hồng lôi dậy Nàng mới đứng lên theo Hải ra xe Nàng thấy đau buốt từ tâm hồn đến thể xác Và lòng cực kỳ hối hận đã đi dự tiệc sinh nhật của Quyên Nàng đi để quên sầu, để làm mẹ vui lòng Hóa ra vận xui chưa hết Bao nhiêu nỗi đau dồn dập xảy đến, nàng tấm tức khóc bước đi sau lưng hải trời đã quá khuya không còn chiếc xe ôm hay taxi nào quanh đó nên hồng lại đành phải nhục nhã lên xe của hải khi xe ngừng ở ngã ba trước con hẻm dẫn vô nhà hồng hải quay sang bình thản bảo chuyện này chỉ có mình anh với em biết không có người thứ ba anh thực tình anh yêu em và anh cũng tưởng em có cảm tình với anh nếu em bằng lòng thì từ nay em là người yêu của anh nếu em không bằng lòng thì thôi từ nay anh không gặp em nữa." Nói câu ấy, mặt Hải vẫn ngây ngang điềm nhiên, chả tỏ ra một chút gì là ân hận, dù là giả vờ ân hận để xoa dịu nỗi uất trong lòng Hồng. Nó chứng tỏ chuyện tồi bại này Hải đã từng làm nhiều lần, như những thành tích của một đứa mất dạy. Rồi Hải đẩy cửa xe cho Hồng xuống và rú ga lao đi. Xe vừa lăn bánh thì điện thoại di động của Hải reo vang, Hải cầm lên và nghe giọng của Quyên anh hả anh đưa con hồng về chưa nó về tới nhà chưa sao lâu thế em dặn anh rồi mà anh đừng có tán nó nha em biết tính nó lắm á anh mà dê đó nó chửi em chết hải ngắt lời bằng giọng cứng rắn tao đâu có thèm để ý đến nó tao đưa nó về rồi về đến nhà rồi mày cứ làm như đứa là nó nó là đứa con nít không bằng quên phân trần thế tại em xin phép mẹ nó cho nó đi hải thì... lại ngắt lời tao không có trở lại chỗ mày nữa đâu Bây giờ tao về thẳng nhà bố mẹ để tao trả ô tô cho bố vì sáng mai chủ nhật bố cần xe đi Mỹ Tho. Rồi tao lấy hông đa chạy thẳng về nhà mình, lát nữa mày bảo thằng Khải nó đưa mày về. Dứt lời, Hải tắt phone và thở dài, nghĩ đến Hồng. Con bé có thân hình thật đẹp, dù Hải chỉ được ôm ấp trong vùng ánh sáng mờ mờ. Làm chuyện tồi bại với Hồng, Hải không sợ Hồng đi tố cảnh sát, mà chỉ ngại quên biết chuyện sẽ nhiếc móc Hải không biết đến bao giờ mới dứt. Hải đã từng ngủ với ba con bạn của Quyên, nhưng cả ba đứa đó đều say mê Hải, hân hoan lên giường với Hải, cho nên Quyên đâu có trách Hải được. Còn Hồng thì ngược lại, quyết liệt kháng cự mà Hải vẫn không tha. Nếu Hồng kể với Quyên, thì Hải sẽ rất khó nhìn mặt em gái. Hồng lầm lỗi đi bộ vào con hẻm quen thuộc, trí óc nặng chịu vừa nhức đầu vì rượu, vừa bút nhói vì hận. Nàng lấy khăn lau khô nước mắt vì sợ mẹ nàng nhìn thấy nàng rón rén leo cầu thang lên gác và mở khóa cửa bước vào bà mơ vẫn còn thức nhưng may quá bà đã nằm trong mùng không nhìn được mặt Hồng bà hỏi vọng ra à, con về đấy à tiệc vui không con Hồng đi thẳng vào buồng tắm cố lấy giọng điểm tĩnh đáp ừ, vui lắm mẹ nhưng mà mẹ ngủ đi mai con kể bà mơ hài lòng nói ừ thôi thay quần áo rồi đi ngủ đi con khuya rồi Tuy mẹ nói thế nhưng Hồng thấy cần phải tắm một cái. Hình ảnh hải đè trên người nàng giờ này vẫn còn làm nàng dùng mình ghê tởm. Nàng đứng xối nước thật lâu rồi mới thay quần áo và tắt đèn lên giường. Nằm một mình trong bóng đêm, Hồng cố gắng để khỏi bật khóc. Nàng phải phản ứng như thế nào bây giờ? Phương án đơn giản nhất là im lặng chịu đựng, coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Phương án này có cái lợi là không ai biết nhưng bản thân Hồng sẽ phải mang vết nhơ suốt đời. Cách thứ hai là báo cho Quyên biết và Quyên sẽ là người phê phán Hải. Phương án này xem ra chẳng có lợi gì vì Hải bản chất là đứa mất dạy. Bố mẹ chửi còn trả đến đâu, huống chi là em gái. Đã thế, khi Quyên biết thì nhiều người sẽ biết Hồng bị Hải hãm hiếp. Trong xã hội Việt Nam, cách thiệt thòi nhất của nạn nhân bị hãm hiếp là thiên hạ chẳng những không thương mà còn coi thường. Phương án thứ ba, quyết liệt nhất là tố cáo và thư Hải ra tòa. Nhưng điều này khó khăn quá, vì Hải là con trung tá công an. Việc ếm nhẹm hoặc chạy án chẳng khó khăn gì. Đã thế nạn nhân vì đi thưa có thể bị trù dập một cách hết sức tàn nhẫn. Chuyện còn rành rành, cả nước đều biết ông Bí Thư tỉnh ủy hãm hiếp một nữ sinh trong tỉnh của mình, gia đình nạn nhân, bức xúc đi tố cáo vì sự hỗ trợ của báo chí kết quả ông bí thư không sao mà nạn nhân là cô nữ sinh ngây thơ lại bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm vì tòa vu cho tội làm gái mãi dâm bố hải tuy không lớn bằng bí thư tỉnh ủy nhưng thế lực cũng rất mạnh trong ngành công an muốn thưa phải có bằng chứng và nhân chứng hồng phải đi bác sĩ hoặc vào nhà thương khám nghiệm ngay sau khi bị hãm hiếp thì mới hy vọng tạo được vụ xử nghĩ đi nghĩ lại Hồng chả thấy phương án nào áp dụng được ngoài sự im lặng, tự ôm vết thương lòng chờ thời gian xóa nhỏ đi. Nàng nhớ đến Quyên, người bạn thân tốt mà lại có thằng anh mất dạy. Rồi từ đây, mỗi lần gặp Quyên, Hồng có còn thân mặt được như trước nữa hay không? Đã đành rằng Quyên chẳng có lỗi gì, nhưng hễ gặp Quyên thì Hồng không thể không nhớ đến Hải và nỗi đau chắc chắn lại khơi dậy trong lòng. Cả đêm chăn trở không ngủ được, mới 6 giờ đã nghe tiếng lục đục của bà mơ thức giấc để chuẩn bị ra cửa hàng. Hồng cũng vội vàng ngồi lên, nhưng bà mơ thương con bảo: "Thôi được rồi, con ra trễ cũng được, ngủ thêm tí đi con." Hồng lại nằm xuống và nói: "Vâng, uh, mẹ ra trước đi, con con cũng sẽ ra sớm mà vì hôm nay chủ nhật đông khách mà." Hồng biết có nằm nướng cũng sẽ không ngủ được, nhưng nàng không muốn đi chung với mẹ để bà nhìn thấy sự mệt mỏi của nàng sau cái biến động quá lớn đêm hôm qua và sau chọn một đêm thao thức. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, ngoài trời đã sáng rõ, Hồng vào buồng tắm sửa soạn để ra phụ với mẹ dù toàn thân dã rời cả thể xác lẫn tâm hồn. Bỗng có tiếng phôn reo, Hồng chạy vội vào buồng ngủ, nhấc máy ở đầu giường lên, gọi bằng điện thoại nhà thì chắc là mẹ nàng. Dục nàng ra phụ việc, nhưng đầu dây bên kia hóa ra là quyên, nhớ đến Hải. Hồng uất quá đã toàn cúp máy, không thèm trả lời, nhưng lại nghe tiếng khóc sụt sùi của Quyên. Hồng ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì mà mới mở mắt ra đã khóc là thế nào? Quyên nghẹn ngào nức nở mất mấy giây rồi mới đáp. Anh Hải, anh Hải chết rồi Hồng ơi, chết đêm hôm qua rồi. Trời ơi mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ. Hồng sừng sốt hỏi dồn Hả? Thật không? Làm sao mà chết được Đêm qua anh ấy đưa tao về mà Quyên cố lấy lại bình tĩnh và kể Thì đó Đưa mày về rồi Anh Hải Đem trả ô tô cho bố tao Rồi lấy không đa chạy về nhà tao Công an kể với bố tao Là lúc đó đường vắng lắm Anh Hải quẹo trái Ở ngã tư Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai Không ngờ lúc đó Có xe công an đang đuổi theo hai thằng ăn trộm Chở nhau bằng xe gắn máy anh hải vừa quẹo trái thì chiếc xe gắn máy của hai thằng ăn trộm tông thẳng vào xe anh hải xe hai thằng ăn trộm phóng nhanh lắm nên hất anh hải văng xuống đường lăn đi mấy vòng không may là chỗ ấy người ta đang xây cao ốc chất cả đống gạch ở bên lề đường á đầu anh hải đập vào đống gạch bị một cục gạch đâm vào hót nên anh ấy chết ngay quên ngừng lại một chút rồi thêm <laughs> ba giờ sáng Bố tao đang ngủ thì điện thoại đánh thức dậy báo tin là anh Hải mất. Bố tao gọi cho tao. Nghe xong câu chuyện, Hồng ngồi thừ trên giường, choáng váng á khẩu. Một tai nạn vô lý như thế có thể xảy ra được hay sao? Khá lâu, Hồng mới ú ớ hỏi lại. Ờ, thế, thế, thế thì, ha, ha, hai thằng kia nó có bị gì không? Có, có, có đứa nào chết không? Quyên Uất đức lớn tiếng hơn, Hai thằng khốn nạn đó nó có sao đâu. Chúng nó cũng té. Nhưng mà chỉ bận chảy sơ sơ thôi. Chúng nó còn đổ tội cho anh Hải là không, không chịu đội mũ bảo hộ. Điều này thì đúng. Bởi nếu Hải đội nón an toàn thì chắc chỉ bị thương chứ không chết. Chẳng qua vì Hải thấy ban đêm đường phố vắng nên cứ máng cái mũ trên xe mà chạy. Hai chiếc xe đụng nhau mà chỉ một mình Hải chết. Hồng chợt dùng mình nhớ đến lời cô Linh và buột miệng kêu lên. Ôi! Nếu thế thì đúng rồi." Quyên ngơ ngác hỏi lại. "Mẹ à, mày mày nói đúng là đúng cái gì?" Hồng vội phân trần. "Đúng là đúng là số mệnh an bài. Cho nên cho nên anh Hải mới gặp chuyện bất hạnh như thế này. Tao tao uh, Quyên ơi tao tao chẳng biết nói sao để an ủi mày bây giờ." Quyên mới ngừng khóc được một chút, giờ lại nức nở. <laughs> "Mày mới mất người yêu." thì còn tìm được người yêu khác. Chưa tháo mất anh Hải là anh của tao thì lấy ai mà tay tế bây giờ. Dứt lời Quyên tự động tắt máy. Buông điện thoại rồi, Hồng vẫn ngồi lặng trên giường. Ánh mắt lạc thần nhìn qua cửa sổ. Gió sớm nhẹ nhẹ thổi, nghe lao sao trong tàn cây vú sữa sau nhà. Cái chết cực kỳ vô lý của Toàn, chưa phai nhạt trong trí Hồng, thì lại tới cái chết bất ngờ và còn vô lý hơn vừa xảy đến với Hải Hồng còn đang bàng hoàng đờ đẫn thì phun lại reo đoán chắc là quên muốn nói thêm điều gì nàng chộp ngay ống nghe đưa lên tai thì hóa ra là mẹ mình bà mơ hỏi con dậy chưa Hồng đứng dậy vói tay tắt đèn và đáp à, um, con dậy rồi mẹ đông khách không mẹ để con chạy ra liền ngay bây giờ bà mơ ngắt lời ừ, từ từ con chưa đông lắm chủ nhật người ta cũng không đi ăn sớm đâu chốc chốc nữa rồi ra cũng được mẹ gọi con là vì con quyên nó tìm con nó tưởng con ra đây sớm này nó nó gọi lại đây mẹ bảo là con còn ở nhà con gọi nó xem có có việc gì mà nó tìm con sớm thế hồng nói vâng rồi cúp máy đầu óc lại quay về với những lời tiên đoán huyền bí nhưng rất chính xác của cô linh cô bảo hồng không lấy chồng được vì nếu lấy thì sẽ phải để tang nhưng hóa ra không đúng chẳng cần phải là chồng bất cứ người đàn ông nào dù hồng yêu hay không yêu hễ cứ trung động thân xác với hồng là đều chết cả mà toàn là những cái chết thảm khóc